Tòa tháp ma cất giấu xác chết của quỷ Nhật Bản, tượng Quan Âm cũng không thể trấn áp. Trong thị trấn Công Chúa Lĩnh, tỉnh Cát Lâm, có một tòa nhà đã bỏ hoang suốt 30 năm nhưng không ai dám vào. Người ta nói rằng nơi đây thường xuyên xảy ra những sự kiện kỳ quái. Thậm chí cả Thiên Sư Trung Quỷ hay Đức Phật Quan Âm cũng không thể trấn áp những linh hồn tà ác tại đó. Vậy những tin đồn về tòa nhà bỏ hoang này có phải sự thật hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn các bạn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Tòa nhà hình tròn này được gọi là Tòa nhà Ma Ám Công Chúa Lĩnh, một trong 10 tòa nhà ma ám nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Nó nằm ở phía bắc ga xe lửa Công Chúa Lĩnh, phía đông giao lộ khu vực Hợp Tùng Hoa Viên trên đường Đông Trấn Hoa, phía tây chợ Đất Hoàng. Phần nền tòa nhà hình vuông được bao quanh bởi tường sắt. Phía nam và phía tây giáp đường phố, phía đông thông với nhà riêng và phía bắc là một sân nhỏ. Tòa nhà có tổng cộng 17 tầng. Bề ngoài hình tròn của tòa nhà ma ám được bao quanh bởi những tấm kính lớn. Do bị bỏ hoang nhiều năm dẫn đến hạ tầng xuống cấp, để tránh việc kính rơi gây thương tích cho người đi đường nên bức tường kính đã được tháo bỏ. Vào những năm 80 và 90 của thế kỷ trước, đây từng là địa điểm giải trí lớn nhất ở Cát Lâm, với thiết kế ngoại hình mới lạ và phong cách, thậm chí một thời được xem như biểu tượng kiến trúc của Công Chúa Lĩnh. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, tin đồn về những hiện tượng siêu nhiên tại đây bắt đầu lan truyền. Và rồi, một tòa nhà được nhiều người kỳ vọng đã trở thành tòa nhà ma ám nổi tiếng xa gần. Để trấn áp tà ma, một bức tượng Phật Quan Âm cao hơn 3 mét đã được đặt ngay trước tòa nhà. Người ta nói rằng vị trí này trước đây đã đặt Thiên Sư Trung Quỷ, nhưng ngài cũng không thể trấn áp nổi tà ma, nên cuối cùng họ đã phải thay thế bằng tượng Phật Quan Âm. Liệu tòa nhà này có thực sự ma quái như những lời đồn thổi, và điều gì đã xảy ra bên trong? Ban đầu tòa nhà này được thiết kế có 7 tầng hầm và 18 tầng trên mặt đất, nhưng sau đó vì sự cố không ngừng xảy ra, cuối cùng chỉ có 17 tầng được xây dựng. Mọi sự việc kỳ quái bắt đầu từ việc một công nhân rơi từ tầng cao xuống. Vào mùa đông ở Cát Lâm, trời sẽ tối rất nhanh, có khi khoảng 5 giờ chiều thì đã tối. Khi một số công nhân chuẩn bị kết thúc ngày làm việc để ăn tối, đột nhiên từ công trường truyền đến âm thanh kỳ lạ, vang vọng từ đâu không rõ. Nhưng họ chắc chắn rằng đó không phải là tiếng gió. Lúc này, họ bỗng nhớ đến những lời kể của những công nhân lớn tuổi trước đây. Đây là nơi chôn cất những người lính Nhật bại trận. Vì không chấp nhận thất bại, họ đã tự sát tập thể ở đây. Vì vậy, nơi đây đã được bỏ hoang từ rất lâu, trước khi có một người mua với giá rất thấp. Mặc dù câu chuyện có vẻ huyền bí, nhưng với số lượng công nhân nhiều như vậy, tiếng ngáy khi ngủ còn ồn ào hơn cả những âm thanh lạ. Vài công nhân bình tĩnh hơn một chút đã quyết định đi kiểm tra tình hình ở trên tầng. Nhưng lần nào cũng vậy, khi lên đến nơi, họ lại chứng kiến được nhiều hình ảnh còn kỳ dị hơn. Vì ngôi nhà ma ở công viên Công Chúa Lĩnh, Cát Lâm, được mọi người cho là nơi chôn cất của những người lính Nhật bại trận. Nhiều người đã qua đời một cách bí ẩn ở đây. Và thậm chí, Phật Quan Âm cũng không thể trấn áp những ác linh này. Liệu căn nhà ma này có điều gì không bình thường? Vào thời điểm đó, trên công trường có nhiều vật liệu xây dựng, một số người nhặt rác sẽ lén lút đến đây vào ban đêm để lấy. Việc vật liệu bị lấy đi không quan trọng, họ chỉ sợ những người nhặt rác vô tình bị ngã sẽ rất rắc rối. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, mỗi ngày phải có 2 người ở đây canh gác. Đây thực sự là một công việc khó khăn, nên người trực ca sẽ chỉ tuần tra một vòng để lấy lệ. Một đêm sau khi tan làm, chỉ còn lại Tiểu Vương và Tiểu Chiêu canh gác. Sau khi tuần tra, hai người đã lén uống một chút rượu. Vừa ngồi xuống thì nghe thấy một âm thanh lớn khiến hai người họ vô cùng hoảng sợ. Hóa ra là một tấm ván rơi từ trên lầu xuống. Ai đã lén trèo vào đó giữa đêm? Tiểu Vương gọi lớn mấy tiếng nhưng không có ai đáp lại. Vì vậy hai người họ đã lên tầng trên xem, nhưng mãi cho đến tầng 8 vẫn không thấy bóng người. Tiểu Vương cho rằng có lẽ tấm ván bị gió thổi xuống nên chuẩn bị xuống tiếp tục uống rượu. Nhưng Tiểu Chiêu bỗng nhiên đứng im. Khi đồng đội chưa kịp phản ứng gì thì Tiểu Châu đột ngột nhảy từ trên xuống, toàn bộ người bị sắt đâm xuyên qua,
mất mạng tại chỗ. Vụ việc trên sau đó được xem như một tai nạn vì nhiều người cho rằng cả hai đều uống khá nhiều rượu, vì Tiểu Chiêu say quá mà trượt chân rơi xuống. Tuy nhiên, Tiểu Vương lại không nghĩ như vậy. Anh ấy biết rõ khả năng uống rượu của Tiểu Chiêu. Ngày đó cả hai lại không uống nhiều. Vì không muốn gây thêm rắc rối nữa, Tiểu Vương đã chọn cách im lặng và vụ việc ấy dần bị lãng quên. Tuy nhiên, điều không ai ngờ đến là khi tòa nhà đã xây đến tầng thứ 18, thì tai nạn khác lại xảy ra. Một công nhân đang kéo thanh sắt lên bằng dây thì dây bị đứt đột ngột. Thanh sắt rơi từ trên cao xuống, đâm vào người, khiến công nhân đó mất mạng tại chỗ. Cảnh tượng kinh hoàng đến mức nhiều người không dám nhìn thẳng. Ngoài ra còn có một vài công nhân khác bị thương nặng. Vì vụ tai nạn này quá lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng, tòa nhà buộc phải hoàn thiện khi mới xây đến tầng 17. Sau nhiều tai nạn, chủ đầu tư cuối cùng nhận ra rằng nơi đây có vấn đề. Vì thế, dưới sự hướng dẫn của một bậc thầy phong thủy, họ đã xây thêm một bậc thang bên ngoài tầng 14. Trên đó đặt tượng thần Trung Quỳ. Sau đó tòa nhà được đưa vào sử dụng một cách thuận lợi với các dịch vụ chính như khách sạn, nhà hàng, spa, massage, KTV và nhiều hoạt động khác. Nơi đây nhanh chóng trở thành địa điểm giải trí lớn nhất tại Công Chúa Lĩnh vào thời điểm đó. Vậy thì vì sao nơi đây lại trở thành một tòa nhà ma? Một tòa nhà ở Công Chúa Lĩnh, tỉnh Cát Lâm với nhiều sự kiện siêu nhiên liên tục xảy ra. Liệu rằng có thực sự là ma quỷ đang gây rối tại nơi chôn cất của những người lính Nhật tử trận? Ngay từ khi bắt đầu đưa vào sử dụng, tòa nhà ma này kinh doanh phát đạt, không có gì bất thường. Nhưng dần dần xảy ra nhiều sự việc kỳ lạ. Nhân viên phục vụ thường nghe thấy những âm thanh kỳ quái trong phòng riêng, như tiếng nước chảy, tiếng khóc lóc không rõ nguồn gốc, tiếng nói và tiếng gió kỳ lạ. Những sự việc kỳ quái lan truyền và dần trở nên kỳ dị hơn. Rồi một đêm, hai nhân viên phục vụ cùng một bảo vệ đã rơi từ tầng 8 xuống và tử vong. Điều này khiến mọi người nhớ lại về tai nạn trước đó đã xảy ra với những người công nhân. Tất cả nhân viên phục vụ tại đây đều lập tức cảm thấy lo lắng và nghĩ đến việc từ chức rời đi, khiến ông chủ cũng bắt đầu khó chịu. Nhưng trước khi sự việc được giải quyết thì vài ngày sau đó, một vị khách đang tắm thì vô tình ngã xuống cạnh bồn tắm và mất mạng. Cũng vào ngày hôm đó, tượng Trung Quỳ phía trước tòa nhà cũng bị đổ không rõ nguyên nhân. Những người điều hành tối cao của khu vực đã bắt đầu hoảng sợ và không dám trì hoãn nữa. Họ nhanh chóng tìm một thầy phong thủy có kinh nghiệm đến xem xét. Sau khi quan sát toàn bộ tòa nhà, thầy phong thủy nói bởi vì Trung Quỳ là một vị thần dân gian Trung Quốc nên không thể trấn áp được ma quỷ nước ngoài. Trong khi Quan Âm Bồ Tát có thần lực rộng lớn, không quan trọng là linh hồn oan khuất từ bất kỳ quốc gia nào cũng có thể trấn áp được. Để bảo vệ cho việc kinh doanh của mình, nhà lãnh đạo đã lắng nghe lời khuyên của thầy phong thủy và đặt tượng Quan Âm thay thế vị trí của tượng Trung Quỳ ban đầu. Sau đó tòa nhà lớn không còn xảy ra sự kiện siêu nhiên nữa, nhưng tình hình kinh doanh đột nhiên xuống dốc. Ông chủ vì không thể trả nợ đã bị buộc phải ngồi tù. Căn nhà ma cũng đã được bán đấu giá với giá thấp. Người chủ mới không tin vào điều siêu nhiên nên muốn cải tạo lại ngôi nhà này. Nhưng khi bắt đầu, một công nhân đã gặp tai nạn thương tâm và tử vong. Từ đó tòa nhà đã bị bỏ hoang hoàn toàn. Cùng với tình hình kinh doanh trở nên ảm đạm, hầu hết người dân xung quanh đều không muốn sống ở đây, khiến nơi đây càng ngày càng trở nên hoang vắng. Cho đến hiện tại, tòa nhà ma Công Chúa Lĩnh đã bị bỏ hoang hơn 30 năm. Bạn có nghĩ truyền thuyết về tòa nhà ma ở Công Chúa Lĩnh là có thật? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Vụ cháy nhà hát Mãn Châu khiến 899 người bị thiêu sống và những sự kiện kỳ quái liên tục xảy ra sau đó. Vào một ngày tại sân khấu Mãn Châu, hơn 1.200 khán giả đến xem hát thì có đến 899 người bị thiêu sống. Sau trận hỏa hoạn, mỗi đêm nhà hát lại có những âm thanh la hét và tiếng hát lạ lùng cất lên như cảnh tượng trong một bộ phim kinh dị. Vụ cháy gần 100 năm trước từng khiến cả vùng Đông Bắc chìm trong sợ hãi. Từ đó, đất đai thuộc thành phố Đan Đông này cũng không một ai dám động đến. Tháp trấn hồn tuy đã được xây dựng nhưng liệu có trấn được những linh hồn chết oan hay không? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Tháp trấn hồn Đan Đông. Tòa tháp với hình dáng kỳ lạ này được xây dựng vào tháng 11 năm 1937, tọa lạc tại cộng đồng Vườn Quảng Tế, thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, khác hẳn với những ngôi tháp cổ kính để du khách tham quan chiêm ngưỡng. Kiến trúc của tòa tháp này khá đơn giản, không trang trí bất kỳ đồ vật gì mà chỉ được khắc lên hai dòng chữ: Đài tưởng niệm nạn nhân trên sân khấu Mãn Châu và 541 Khang Đức.
nếu kể từ năm 41 Khang Đức thì đến hiện tại đã vài chục năm trôi qua, thân tháp cũng đã trở nên cũ kỹ sau bao mùa mưa gió, mặc cho xung quanh là những tòa nhà cao tầng hiện đại. Tòa tháp cổ vẫn được người dân nơi đây xem là cấm địa, không ai dám tu sửa, bởi vì bên dưới tháp trấn giữ 899 linh hồn người chết. Câu chuyện xảy ra vào năm 1937, khi đó Đan Đông vẫn còn được gọi là huyện An Đông. Tại đây có một nhà hát lớn tên Vườn Trà Tây An, được xem là tiền thân của tháp trấn hồn. Sau sự kiện Phụng Thiên, một sự kiện cờ giả do quân đội Nhật Bản sắp đặt để lấy cớ xâm lược vùng Đông Bắc, tức là Mãn Châu, thì vào ngày 18 tháng 9 năm 1931, quân đội Nhật Bản bắt đầu chiếm đóng các thành phố cùng thị trấn quan trọng ở Liêu Ninh và Cát Lâm. Trong số đó có cả Phụng Thiên và An Đông. Nửa năm sau, khi ba tỉnh Mãn Châu thất thủ, ngày 1 tháng 3 năm 1932, người Nhật thành lập nên nhà nước Bù Nhìn, đặt tên là Mãn Châu Quốc. Do giao thông đường thủy rất phát triển ở An Đông, hơn nữa, đây là một thị trấn quan trọng trên tuyến đường sắt Nam Mãn Châu, thích hợp cho kinh doanh vận tải, nên rất nhiều người Nhật đã đổ xô về An Đông với danh nghĩa đóng chiếm. Từ đó, An Đông dần hình thành một khu phố người Nhật nằm cạnh phố người Hoa. Nổi tiếng nhất phố Quảng Tế lúc bấy giờ là nhà hát Vườn Trà Tây An, nằm tại điểm giao nhau giữa hai khu phố người Nhật và người Hoa. Miếng mồi ngon này làm sao thiếu được phần của người Nhật. Vườn Trà Tây An sau đó nhanh chóng được đổi sang cho người Nhật quản lý và đổi tên thành Sân Khấu Mãn Châu. Vào lễ hội mùa xuân năm 1937, Sân Khấu Mãn Châu đặc biệt mời một số diễn viên nổi tiếng từ Phụng Thiên đến để diễn các vở kịch kinh điển. Với lượng khách đông đúc, việc kinh doanh của nhà hát phát triển cực kỳ thuận lợi. Đến ngày 13 tháng 2, cũng chính là buổi biểu diễn cuối cùng của các diễn viên nổi tiếng, nên dù rạp chỉ có sức chứa 800 người, giá vé cũng nâng lên khá cao nhưng vẫn có rất nhiều người muốn vào xem. Trong ngày biểu diễn cuối cùng, Sân Khấu Mãn Châu thực tế có đến 1.200 khán giả. Trong không khí hào hứng, cười nói xem kịch, không ai ngờ rằng một thảm kịch sắp sửa diễn ra. Vào thời điểm đó, thứ duy nhất dùng để giữ ấm chỉ có bếp lò. Người trong bếp bắt đầu đổ đầy than vào lò rồi ra phía trước xem kịch. Nhưng không ngờ, ngọn lửa trong lò càng ngày càng bùng lên dữ dội, đốt cháy phòng trang phục bên cạnh, sau đó lập tức lan rộng sang khu vực khác. Tuy nhiên, các diễn viên trên sân khấu và khán giả đều tập trung vào buổi biểu diễn mà không hề nhận thấy nguy hiểm. Mãi đến khi có người phát hiện, ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội, không cách nào dập tắt. Hậu quả là có đến gần 1.000 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà hát, nhiều người lang thang trong biển lửa mà không cách nào thoát thân. Tháp trấn hồn có lấn át được các linh hồn chết oan. Khi rạp hát bốc cháy, mọi người đều đang theo dõi buổi biểu diễn rất nhiệt tình, vỗ tay hết lần này đến lần khác mà không ai để ý. Cho đến khi làn khói dày đặc tràn vào sân khấu, ánh lửa bùng cháy dữ dội mới có người hét lên báo cháy. Lúc này, một số khán giả đã tỉnh táo trở lại và tranh nhau ra ngoài. Thế nhưng, họ chỉ có thể chen chúc nhau ở cổng vì người bảo vệ đã khóa cổng lại để không một ai có thể lẻn vào xem. Vậy nên, người bên trong có đẩy cửa mạnh cỡ nào cũng vô ích. Cứ như vậy, hơn 1.000 người mắc kẹt bên trong đều bị lửa thiêu sống. Chất liệu nhà hát toàn bộ đều làm bằng gỗ cũng khiến ngọn lửa càng ngày càng lớn hơn, tạo nên đám khói dày cuồn cuộn. Số lượng khán giả vốn đã đông đúc, vụ hỏa hoạn lại làm vô số người chết trong hoảng loạn do những người ở tầng trên cố gắng đập vỡ cửa sổ nhảy xuống đất. Không ai biết chính xác có bao nhiêu người thiệt mạng và bị thương trong vụ hỏa hoạn. Tiếng la hét, khóc than vang vọng cả một vùng, rồi mọi thứ dần trở nên im lặng. Không chỉ thiêu rụi nhà hát, ngọn lửa còn lan ra 2-3 cửa hàng xung quanh sân khấu Mãn Châu, khiến gần 50 người cũng bị thiêu cháy. Mãi đến nửa đêm, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ nhà hát huy hoàng một thời, giờ chỉ còn là đống tàn tích. Không khí trong vòng bán kính 10 dặm tràn ngập mùi khét, đúng hơn là mùi thịt người cháy. Theo thống kê sơ lược, số khán giả thiệt mạng được tìm thấy trong vụ cháy có hơn 800 người. Vì nhiều thi thể đã bị đốt cháy và dính chặt vào nhau, nên hoàn toàn không thể phân biệt được. Gia đình họ chỉ có thể nhận lại một lượng nhỏ hài cốt. Một số khác chỉ có thể được chính quyền chôn cất tại chỗ. Nhiều người nói rằng, trước khi nhà hát bốc cháy, có một điều rất kỳ lạ xảy ra. Vào thời điểm sắp bắt đầu diễn, một cụ già cuối cùng cũng mua được vé và cùng cháu trai chuẩn bị vào xem. Nhưng không ngờ vừa bước qua cửa, cháu trai khóc lóc đòi về nhà, bởi cậu bé đã nhìn thấy xung quanh những khán giả đó tràn ngập khí đen. Tất cả họ như bị lửa thiêu rụi, trong khi trên người vẫn còn đầy máu. Có một lời đồn trong dân gian rằng, mắt trẻ em sạch sẽ, có thể nhìn thấy những thứ người lớn không thể thấy. Nhưng ông nội cậu bé thì lại không nghĩ nhiều như vậy. Ông ấy chỉ nghĩ rằng, có quá nhiều người ở rạp hát khiến đứa cháu nhỏ của mình bị dọa sợ.
vì vậy muốn dẫn cháu về nhà rồi mới tự mình đi đến rạp hát. Không ngờ, sau khi hai người rời đi thì bi kịch xảy ra. Tuy nhiên sau hỏa hoạn, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Từ ngày nhà hát xảy ra biến cố, cư dân sống xung quanh thường nghe thấy tiếng động ở nhà hát vào ban đêm, có tiếng khóc, tiếng hát và tiếng hú của ma sói. Người dân còn truyền tai nhau rằng nỗi oán hận của người chết oan khó mà xua tan. Đó chính là lý do khiến họ không được siêu thoát. Những linh hồn này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vùng vẫy và lang thang tại khu vực mình đã từng bỏ mạng. Mọi chuyện kỳ lạ chỉ chấm dứt khi một vị cao tăng thực hành pháp môn siêu độ hơn 800 linh hồn người chết trong 49 ngày. Sự kiện kỳ quái tại tháp trấn hồn. Khu vực tháp trấn hồn từ trăm năm trước không một ai dám động vào cũng là có lý do. Đó cũng là điều từng làm cho toàn bộ vùng Đông Bắc chìm trong sợ hãi. Vào 7 ngày đầu tiên của trận hỏa hoạn ở nhà hát Mạn Châu, người dân xung quanh thường nghe thấy tiếng la hét, kèm theo đó là tiếng khóc cùng tiếng hát sẽ vang lên vào mỗi buổi tối khiến ai nấy giận người. Hầu hết mọi người vào thời điểm đó đều tin rằng những người mất mạng trong thảm họa bi thương ở đây sẽ trở thành linh hồn tà ác, khiến oán khí nơi đây rất mạnh mẽ. Những tin đồn của người dân chính là những thứ đã gây xôn xao cho chính quyền Bù Nhìn Mạn Châu lúc bấy giờ. Cho đến tháng 11 cùng năm, chính phủ An Đông không còn lựa chọn nào khác là phải mời một số vị cao tăng đến lập đàn tụng kinh. Nghi lễ cho những linh hồn đã chết kéo dài 77-49 ngày đã được thực hiện. Ngoài ra, ở vị trí cổng rạp hát được xây dựng một tòa tháp nhỏ, trên đó có khắc dòng chữ Đài tưởng niệm nạn nhân của sân khấu Mạn Châu. Và kể từ đó, không ai còn nghe thấy những âm thanh kỳ quái lúc nửa đêm, cuộc sống người dân trong khu vực cũng trở nên yên bình. Mãi đến sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thì nhiều câu chuyện kỳ lạ về tòa tháp này lại tiếp tục diễn ra. Sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hồng vệ binh cũng ít nhiều nghe nói đến tòa tháp. Với mục đích làm cho nhân dân thoát khỏi sự mê tín phong kiến, họ quyết tâm phá bỏ tòa tháp này, mặc cho người dân trong khu vực kịch liệt phản đối. Bỏ qua mọi lời khuyên, một Hồng vệ binh trẻ tuổi cầm búa muốn phá hủy tòa tháp. Nhưng kết quả, anh ta đột nhiên ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép và co giật cả người mà không ai biết lý do. Cảnh tượng này khiến những người chứng kiến đều không dám tin tới. Ý định của Hồng quân cũng vì thế mà bỏ dở giữa chừng. Trong những năm 1990, theo quy hoạch và xây dựng đô thị, khu vực này cũng sẽ bị phá bỏ để xây dựng lại thành các tòa chung cư. Người chủ đầu tư đã lên kế hoạch phá bỏ tháp trấn hồn hoặc rời tòa tháp này đến nơi khác. Vì vậy, ông ta đã chọn một ngày tốt, thuê một đội phá rỡ để bắt đầu kế hoạch. Nhưng điều khó hiểu là, người công dân phá rỡ sau khi trèo lên tháp buộc dây thừng lại bất ngờ rơi từ trên tháp xuống đất. Tiến trình tháo rỡ cũng gặp hết tai nạn này đến tai nạn khác. Đầu tiên là việc một bức tường gạch tại công trường bị sập một cách khó hiểu, khiến nhiều người thương vong. Sự việc này đã khiến nhà đầu tư mất rất nhiều tiền. Sau đó, ông chủ đội phá rỡ cũng gặp tai nạn ô tô trên đường. Những sự việc này khiến chủ đầu tư cảm thấy tháp trấn hồn quả thật là một khu vực mang nhiều điểm gở. Ông đã nhờ một chuyên gia phong thủy đến để xem xét và nhận được câu trả lời rằng tốt nhất là không nên rời tòa tháp này, bởi ngay cả khi mọi người phá hủy nó và xây dựng một tòa nhà mới thì tương lai cũng sẽ không được bình yên. Chủ đầu tư khi nghe kết luận này đã lập tức từ bỏ ý định. Vì thế tháp trấn hồn vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Trong phong thủy Trung Quốc, nơi thường xuyên diễn ra bi kịch hoặc tai nạn là do chứa đựng nhiều tà khí và oán khí. Càng nhiều người chết thì sự oán hận sẽ càng tích tụ lại, đè nặng lên từ trường và vận mệnh của mỗi người, tiềm năng sẽ bị ảnh hưởng một cách vô thức. Nếu một người qua đời bởi tai nạn nhưng không được siêu thoát, sẽ khiến các âm hồn tụ tập gần đó, cảnh tượng chết chóc lặp đi lặp lại hàng ngày. Vậy nên sẽ có rất nhiều hiện tượng siêu nhiên xảy ra. Từng gặp hoặc nghe đến những câu chuyện tương tự nào khác, hãy để lại bình luận của mình bên dưới video. Giải mã ba đại tà thuật ở Tương Tây, người trúng độc sẽ đau đớn tột cùng. Tháng 3 năm 1950, hai chiến sĩ giải phóng quân được cấp trên cử đến đồn cảnh sát địa phương Tương Tây để hỗ trợ công việc. Khi đang trên đường đi, họ gặp một nhóm người thần bí đang đi bộ trong vùng núi hoang dã. Những người này ăn mặc kỳ quái, nhìn không rõ mặt. Họ chỉ cúi đầu bước về phía trước. Điều kỳ lạ hơn nữa là người dẫn đường cứ liên tục lắc chuông, trông vô cùng quái dị. Vì lúc đó Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vừa mới thành lập, nên nhiều thổ phỉ và thế lực thù địch còn sót lại ở Tương Tây. Vậy nên, hai chiến sĩ giải phóng quân cho rằng họ là thổ phỉ hoặc gián điệp cải trang, nên lặng lẽ đi theo. Nhưng những gì họ nhìn thấy tiếp theo thật sự khiến người ta sởn gai ốc. Hóa ra trong nhóm này, ngoại trừ người rung chuông phía trước còn sống, thì những người theo sau đều là xác chết. Nhưng điều kỳ lạ là làm sao một xác chết có thể đứng dậy và đi lại được. Điều này phải kể đến một số câu chuyện dân gian kỳ lạ
đã được lưu truyền ở vùng đất Tương Tây. Truyền thuyết kể rằng, vào những năm 1960 và 1970, một thanh niên tri thức đến làng Miêu Thiên Hộ, đem lòng yêu một cô gái tộc Miêu ở địa phương và quyết định chuyện trung thân đại sự. Nhưng sau đó chính phủ đưa ra chính sách trọng dụng những thanh niên có học thức. Điều này khiến người thanh niên ban đầu định yên bề gia thất ở nông thôn đã nảy sinh ý tưởng quay trở lại thành phố lớn. Trước khi trở về thành phố, anh đã hứa với cô gái rằng bản thân quay về Thượng Hải thu xếp ổn thỏa mọi thứ, sau đó sẽ ngay lập tức cưới cô ấy về làm vợ. Nhưng sự thật là sau khi trở về Thượng Hải, anh hoàn toàn quên giao ước của mình với cô gái Miêu tộc mà đem lòng yêu một cô gái Thượng Hải. Rất nhanh, thời điểm giao ước với cô gái Miêu tộc đã đến, nhưng anh lại đang một lòng đắm chìm với tình yêu nồng cháy khác, không còn nhớ người bạn gái cũ kiên trì chờ đợi anh ấy. Nhưng đúng lúc này, một tai nạn kỳ lạ đã xảy ra. Anh thanh niên tri thức đầu tiên thấy bụng mình sưng lên, sau đó cảm thấy như có hàng nghìn con côn trùng cắn đốt. Anh vội vã đến bệnh viện để tìm cách chữa trị, nhưng ngay cả bác sĩ cũng không tìm ra được điều gì bất thường. Trong lúc đau đớn tột độ, anh chợt nhận ra rằng khi rời khỏi Tương Tây, cô gái Miêu tộc đã liên tục nói rằng anh phải nhanh chóng trở về Tương Tây vào ngày mà hai người đã giao ước, nếu không sẽ xảy ra chuyện không hay. Nghĩ đến đây, anh dường như hiểu ra điều gì đó, vội vã đi cả ngày lẫn đêm đến làng Miêu ở Tương Tây. Chỉ là chưa kịp đến nơi để gặp cô gái Miêu tộc thì đã qua đời. Hóa ra rất lâu trước khi anh trở về Thượng Hải, cô gái đã bí mật bỏ độc trùng lên người anh. Trong khoảng thời gian giao ước, nếu anh giữ đúng lời hứa, đúng giờ trở về làng Miêu thì cô gái sẽ lặng lẽ đi giải độc. Vậy thì chất độc sẽ tự nhiên không phát tác. Nhưng một khi anh thất hứa và yêu một cô gái khác, quên lời thề ước với cô gái Miêu tộc thì kết cục đã sớm được định trước. Đây là tà thuật độc ác nhất trong ba thuật tà ác ở Tương Tây, gọi là cổ trùng. Những ghi chép về cổ trùng xuất hiện sớm nhất bằng giáp cốt văn, một loại văn tự cổ đại của Trung Quốc. Nói cách khác, tà thuật cổ trùng đã xuất hiện sớm nhất vào thời nhà Thương, thậm chí là sớm hơn. Ngoài ra, những thông tin về cổ trùng còn được ghi lại trong Địa Lý Tùy Thục, Bản Thảo Cương Mục của Lý Thời Chân, Thông Chí của Trịnh Triều. Nếu miêu tả một cách đơn giản, thì tà thuật này được luyện ra bằng cách cho hàng trăm loài côn trùng cực độc vào cùng một nơi để chúng ăn thịt lẫn nhau. Còn côn trùng duy nhất còn sống sót cuối cùng chính là cổ mẫu. Cách đơn giản để đầu độc là lặng lẽ hạ cổ trùng lên trên người khác. Người hạ độc có thể dùng phép thuật điều khiển chất độc từ xa, đưa chất độc đến cho người bị trúng độc, phát tán bệnh tật và thậm chí là trực tiếp hạ sát. Cổ trùng Tương Tây thường được chia thành 3 loại: độc tình yêu, độc sợ hãi và độc hận thù. Trong đó, công dụng của độc tình yêu là khiến người đàn ông bất chấp tất cả, không cần bất kỳ lý do gì cũng yêu mình. Độc sợ hãi là một thủ đoạn kiểm soát người đàn ông, và độc hận thù dùng để trả thù những người đàn ông phản bội tình yêu. Cái mà người thanh niên trí thức chúng là một loại độc hận thù. Khác với bí thuật thông thường là truyền cho nam mà không truyền cho nữ, thuật cổ trùng sẽ được truyền cho truyền nhân là nữ. Truyền thuyết kể rằng khi cô gái Miêu đến tuổi 16, 17, cha mẹ của họ sẽ dạy con gái làm thế nào để gìn giữ gia đình và yêu đương. Bí mật truyền thuật chế độc và bỏ độc cho con gái. Từ đó trở đi, người đàn ông của cô sẽ luôn nghe lời mà không dám hài lòng. Tà thứ hai ở Tương Tây: bí thuật cản thi. Trong các bộ phim cương thi Hồng Kông, chúng ta thường thấy cảnh tượng một pháp sư mặc áo đạo bào đi trước với chiếc chuông trên tay, theo sau là một nhóm thây ma mặc trang phục thời nhà Thanh, tuân theo khẩu hiệu của pháp sư sẽ tự nhảy và di chuyển. Hình ảnh kỳ lạ trong phim thực chất dựa trên bí thuật cản thi ngoài đời thực ở Tương Tây. Tình huống hai người giải phóng quân gặp phải mà chúng ta đề cập ở phần đầu video cũng hoàn toàn giống với tình huống cản thi ở Tương Tây. Tương truyền, nguồn gốc của thuật cản thi ở Tương Tây có liên quan đến tổ tiên Sivu của Miêu tộc. Tương truyền, hàng ngàn năm trước, Sivu lãnh đạo bộ tộc của mình chống lại hoàng đế, nhưng ông không nỡ vứt xác của những người đồng đội đã qua đời trên chiến trường vào vùng hoang dã. Tuy nhiên, số lượng người thiệt mạng quá nhiều, nhân lực mang đi cũng không đủ. Thế là Sivu đã ra lệnh cho quân sư của mình tìm cách. Quân sư suy tư một lúc, liền bảo Sivu cầm lá bùa dẫn đường, sau đó dùng pháp khí khiến tất cả thi thể đứng dậy. Cuối cùng, những thi thể đồng đội đã theo sau Sivu trở về quê hương.
thuật cản thi ở Tương Tây thực hiện chủ yếu tập trung vào thời nhà Minh và nhà Thanh. Bởi vì lúc bấy giờ chiến tranh liên miên, nhiều người bỏ mạng nơi đất khách quê người. Nhưng từ xa xưa, văn hóa Trung Quốc đã có truyền thống lá dụng về cội. Vậy nên, nghề cản thi cũng ra đời. Từ đó, địa điểm bắt đầu là từ Tứ Xuyên đến Tương Tây. Chủ yếu là do lúc đó có một lượng lớn người từ Tương Tây di cư đến đất Thục. Ngoài ra, người thuê sẽ yêu cầu pháp sư sẽ không nói mà tống thi, mà thay vào đó sẽ dùng từ lóng là đi bộ. Sau đó người nhà sẽ viết tên, ngày sinh, mệnh của thi thể lại, giao cho pháp sư. Giống như những nghề khác, pháp sư làm nghề cản thi cũng có quy tắc riêng. Đó chính là ba chở, ba không chở. Những người qua đời oan uổng như bị chặt đầu, treo cổ, dựng lồng thì có thể chở. Những người qua đời vì bệnh tật, tự tử, hỏa thiêu xác không còn nguyên vẹn đều không thể chở. Trên đường tống thi, đoàn người sẽ nghỉ chân trong một quán trọ đặc biệt. Theo truyền thuyết, chỉ có những người tống thi biết pháp thuật mới có thể di chuyển cánh cửa quán trọ. Những người còn lại, dù mạnh đến đâu cũng không thể di chuyển được. Việc các pháp sư lắc chuông khi tống thi, ngoài dẫn dắt thêm ma ra, còn để nhắc nhở người sống nhường đường. Nói chung ngành nghề này có rất nhiều điều cấm kỵ và bí mật đặc biệt, khiến người ta cảm thấy vô cùng thần bí. Tuy nhiên nhiều năm qua, thuật cản thi ở Tương Tây đã gây ra rất nhiều tranh luận. Nhiều người không tin xác chết có thể đi thẳng như hình dung, đồng thời cho rằng cái gọi là tống thi chỉ là thủ thuật che mắt của pháp sư. Năm 2006, một ấn phẩm của Đài Loan đăng bài cho rằng người tống thi sẽ lồng cọc tre qua nách người đạo khuất, trói hai tay của họ vào cọc, dùng vải liệm che cọc tre và lần lượt khiêng các cọc tre đi. Bởi vì thanh tre bị uốn cong dưới trọng lực, khiến cho các thi thể lắc lư giống như đang tự đi bình thường. Đặc điểm hình thái này được biểu diễn sống động qua hình ảnh cương thi nhảy bằng hai chân trong các bộ phim Hồng Kông. Tuy nhiên trong chương trình Du lịch vòng quanh Trung Quốc, ông Vũ Hiền Hữu, thành viên của Châu tự trị dân tộc Thổ Gia và dân tộc Miêu ở Tương Tây cho biết, ông đã tận mắt chứng kiến thuật cản thi vào năm 1963. Những thi thể đó không nhảy về phía trước với hai cánh tay duỗi thẳng, mà bước đi với hai cánh tay thõng xuống như người sống bình thường. Có lúc đoàn tống thi chỉ có một mình pháp sư, nên cách giải thích bằng cọc tre là không chính xác. Còn có một cách mô tả về tống thi thực ra chính là khiêng xác. Người đã khuất được cắt thành nhiều mảnh, sau đó đầu, tay và chân được phun một loại thuốc đặc biệt chống phân hủy, phần thân thì trực tiếp bị vứt bỏ. Người ta sẽ dùng rơm buộc một phần thân mới để giảm trọng lượng, sau đó khiêng phần còn lại của thi thể đặt trong một chiếc áo choàng đen rộng, trông giống như một xác chết. Nhưng cách này vẫn chưa thể giải thích được việc một pháp sư có thể vận chuyển nhiều thi thể cùng một lúc như thế nào. Vậy nên cho đến ngày nay, thuật cản thi ở Tương Tây vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Lạc hoa động nữ. Có một câu chuyện lưu truyền ở Tương Tây rằng nếu phụ nữ ở Tương Tây đến tuổi lấy chồng mà chưa tìm được người để giao phó suốt đời thì họ sẽ dần trở nên lầm lì ít nói. Sau đó cả người sẽ rơi vào trạng thái không ăn thức ăn chín của trần gian. Mặt họ sẽ giống như biến thành hoa đào, đôi mắt sáng như sao, lệ rơi khi gió thổi. Một vài người cũng có thể rơi vào trạng thái kỳ lạ là luôn mỉm cười, nhưng không ăn uống gì trong vài ngày. Dựa vào cách nói địa phương Tương Tây thì đây chính là được thần thú nhìn chúng. Họ đã được chỉ định kết hôn với thần linh nên mới rơi vào trạng thái kỳ lạ này. Cô gái sẽ luôn đắm chìm trong ảo tưởng về hạnh phúc, ảo tưởng đang giữ gìn nét đẹp của mình, một lòng đợi chờ thần linh chọn ngày lành đến tổ chức hôn lễ. Điều tàn nhẫn là ngày lành được thần linh chọn ra, thực chất lại là ngày cô gái qua đời. Sau khi từ giã cõi trần, những cô gái này được gọi là lạc hoa động nữ. Gia đình họ sẽ không tổ chức tang lễ cho họ, mà là tổ chức đám cưới cho con gái đã khuất bằng cách đánh trống khua chiêng. Bởi vì cha mẹ cho rằng con gái của họ không chết đi mà là gả cho thần linh. Và những cô gái này khi qua đời có một đặc điểm điển hình, đó là trên khuôn mặt họ sẽ nở nụ cười. Lạc hoa động nữ. Trong đó, cách nói lạc động trong tiếng Miêu có hai nghĩa. Một là chìm xuống khỏi mặt đất và tách biệt với xung quanh. Hai là đoạn tuyệt thế giới để quay về với thế giới tâm linh. Vì vậy, lạc động đồng nghĩa với việc con người bước vào một thế giới khác và mất liên lạc, giao tiếp với mọi người ở thế giới này. Tức là linh hồn họ đã rơi xuống hố. Lời giải thích này hơi giống các cách người ta thường nói
linh hồn đã đến một vĩ độ khác. Vậy rốt cuộc chân tướng của Lạc Hoa Động Nữ là gì? Giả thuyết được lưu truyền rộng nhất cho rằng đây thực chất là một bi kịch từ thời xa xưa. Lúc đó, Tương Tây nằm vùng hoang vắng, khắp nơi xảy ra chiến tranh liên miên, khiến cho khu vực này thiếu nam thừa nữ. Cộng thêm thời điểm đó đang là xã hội nam quyền. Vì vậy truyền thuyết về Lạc Hoa Động Nữ là lời nói dối của người con gái, vì giữ gìn trinh tiết mà tự mình kiềm chế. Khi họ đến độ tuổi kết hôn, đối với việc hôn sự không thể nghĩ, không thể nói, càng không thể làm, chỉ có thể im lặng chờ đợi một người đàn ông đến cầu hôn. Tuy nhiên, khi đã đến một độ tuổi nhất định nhưng xuất giá không thành công, họ đã phải chịu đựng sự tra tấn cả về tinh thần và thể xác trong một thời gian dài, nên có thể rơi vào trạng thái tương tự như trầm cảm tột độ cho đến qua đời. Lạc Hoa Động Nữ chỉ là một truyền thuyết tô điểm cho hiện thực xã hội tàn khốc lúc ấy mà thôi. Bí ẩn thần linh bảo vệ ngôi mộ hình Phượng Hoàng của Võ Tắc Thiên, 400.000 người cũng không thể đào mộ. Đây là hình ảnh toàn cảnh của lăng mộ Võ Tắc Thiên. Nhìn từ trên cao, lăng mộ như một con Phượng Hoàng đang dang rộng đôi cánh. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy được hai con Phượng Hoàng này đã bị xé tim, cắt cánh và đuôi cũng bị đóng đinh. Nhiều tin đồn cho rằng có người đã cố ý phá hỏng phong thủy Phượng Hoàng của Võ Đế. Liệu có sự thật đáng sợ nào đằng sau sự việc này? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Bí ẩn phong thủy Càn Lăng bị phá hoại. Lăng mộ Võ Tắc Thiên nằm ở Càn Lăng, trên đỉnh Lương Sơn thuộc tỉnh Thiểm Tây và cách thành phố Tây An 76 km. Nhìn từ trên cao xuống, lăng mộ của Võ Đế rất giống một con Phượng Hoàng đang giang cánh, sẵn sàng bay thẳng lên bầu trời. Tuy nhiên, sau khi quan sát toàn cảnh của Càn Lăng, một số người phát hiện vị trí trái tim của con Phượng Hoàng này đã bị đào rỗng, tạo ra những cái hố rất lớn. Phần cánh và đuôi của Phượng Hoàng cũng bị cắt đứt bởi hai đường dài. Hiện tượng này lập tức gây ra sự tranh luận rộng rãi. Có người cho rằng những hình ảnh kỳ lạ trên là để ngăn chặn Võ Đế tăng cường quyền lực, gây ra bất ổn xã hội. Cũng có người tin rằng cửu hỏa vận sắp đến và trong thời kỳ này phụ nữ sẽ chiếm ưu thế trong xã hội. Để ngăn chặn hiện tượng này xảy ra, có người đã cố ý phá hỏng chân phượng phong thủy của Võ Tắc Thiên. Tuy nhiên, phong thủy của lăng mộ Võ Tắc Thiên có thực sự mạnh mẽ như vậy không? Tại sao sau nhiều năm vẫn còn có người tin rằng phong thủy của ngôi mộ này có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện tại? Xét về mặt phong thủy, lăng mộ của Võ Tắc Thiên thậm chí có thể xem là ngôi mộ phong thủy mạnh nhất trong lịch sử Trung Quốc. Theo truyền thuyết, khi Võ Tắc Thiên chọn địa điểm để xây lăng mộ, bà đã đặc biệt mời hai bậc thầy thời bấy giờ là Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong để đi tìm một mảnh đất phong thủy. Mặc dù là thầy trò, nhưng sức mạnh của Viên Thiên Cang cũng không hề tầm thường. Thậm chí còn có xu hướng vượt trội hơn so với thầy. Cuốn sách tiên tri kỳ diệu nhất của Trung Quốc, Thôi Bối Đồ, cũng là thành quả của hai sư đồ. Sau khi Viên Thiên Cang rời khỏi kinh thành, đã đi nhiều nơi, khám phá nhiều địa điểm phong thủy, nhưng không một nơi nào đạt yêu cầu. Cho đến khi ông đến một ngọn núi đá ở phía bắc huyện Càn, thì lập tức nhận ra đây là một báu vật phong thủy quý giá, ẩn chứa khí thế uy nghiêm của Long Phượng. Long mộ được xây dựng ở đây chắc chắn sẽ thành công, đạt được bất khả xâm phạm. Sau khi hoàn tất việc khảo sát địa điểm, Viên Thiên Cang lấy một đồng tiền và chôn ở vị trí trung tâm mảnh đất và trở về triều đình, tiếp tục cuộc sống thường ngày. Lý Thuần Phong sau khi đi du hành khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy một vùng đất báu vật phong thủy. Sau khi khảo sát, ông đặt một cây châm cài tóc vào vị trí trung tâm của mảnh đất. Sau khi quay trở lại triều đình, thì được biết Võ Tắc Thiên đã chọn được một địa điểm tốt, nhưng bà vẫn muốn so sánh, xem đâu là mảnh đất tốt hơn. Bất ngờ là cả hai sư đồ đều chọn cùng một khu vực nằm phía bắc huyện Càn. Vì vậy, Võ Tắc Thiên đã đích thân đến kiểm tra khu vực đó và phát hiện địa điểm của Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong đã chọn lại trùng khớp với nhau. Mũi châm cài tóc của Lý Thuần Phong đặt chính xác vào lỗ vuông trên đồng tiền của Viên Thiên Cang. Cảnh tượng trên khiến Võ Đế rất vui mừng, bởi điều này chứng minh rằng đây là nơi được hai bậc thầy phong thủy công nhận, chắc chắn là địa điểm xây lăng mộ tốt nhất. Vì vậy, bà đã quyết định đặt lăng mộ của mình nằm trên đỉnh Lương Sơn. Thực ra địa điểm này còn ẩn chứa một sự tinh tế. Khi nhìn từ phía đông của huyện Càn, Lương Sơn giống như một người phụ nữ nằm ngửa trên mặt đất, với đỉnh bắc là đầu và hai đỉnh phía nam là ngực.
Dường như đây đã được định trước là nơi mai táng của Võ Tắc Thiên. Vì vậy, nơi đây chắc chắn là một trong những địa điểm phong thủy mạnh mẽ nhất trong lịch sử Trung Quốc. Chính vì lý do đó mà nơi này được vô số người tôn kính. Vậy thì việc phá hỏng phong thủy của lăng mộ Võ Tắc Thiên liệu đang ẩn chứa bí mật gì? Tượng chiến binh không đầu của Võ Tắc Thiên. Bản vẽ tổng thể lăng mộ Võ Tắc Thiên tương tự như một con phượng hoàng đang tung cánh. Nhưng điều kỳ lạ là ở gần mộ Càn Lăng lại có 61 tượng người không đầu. Danh tính của những bức tượng nhỏ này là gì và tại sao phần đầu lại bị chặt đi? Trước khi nói về tượng người không đầu, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về việc phá hỏng phong thủy phượng hoàng của lăng mộ. Thực ra vấn đề này khá đơn giản. Toàn cảnh lăng mộ, thật sự phần tim của phượng hoàng đã bị đào sâu và đổ đầy nước vào. Phần cánh bị chặt và đuôi cũng bị đóng đinh. Nhưng khi quan sát kỹ hoặc điều tra trực tiếp sẽ thấy, tất cả suy luận trên đều là vô căn cứ. Phần tim được cho là bị đào mới, thực sự là công trình xây dựng một hồ nước nhân tạo để cung cấp nước sinh hoạt cho cư dân xung quanh. Khi xây dựng hồ nước, việc sử dụng địa hình quan trọng hơn là trực tiếp đào, bởi để đào một hồ nước lớn phải mất rất nhiều công sức. Thứ được cho là chặt cánh và đóng đinh đuôi chỉ đơn giản là hai con đường dài. Việc xây dựng đường xá không hề làm tổn hại đến địa hình vùng núi mà còn có lợi cho người dân nơi đây. Ngoài ra, trong Càn Lăng không chỉ có võ đế thật sự mà còn đường cao tông. Nếu phá hỏng phong thủy để kiềm chế khí thế phượng hoàng thì không phải ngay cả long khí thực sự cũng bị niêm phong dưới lòng đất hay sao? Vậy nên có thể nói, những lời đồn thổi trên hoàn toàn là vô căn cứ. Tiếp theo, chúng ta hãy xem xét truyền thuyết về những tượng người không đầu. Trước Càn Lăng có 61 tượng người không đầu, với kích thước và trang phục không đồng nhất, nhưng tư thế lại giống nhau. Họ đều khoanh tay trước ngực, dường như đang hành lễ trước Võ Tắc Thiên ở Càn Lăng. Trong suốt hàng trăm năm qua, người ta đã luôn suy đoán về danh tính của những tượng người này. Họ đại diện cho điều gì? Có người nói rằng đây có thể là những người bảo vệ của Võ Tắc Thiên. Họ bị linh hồn kỳ lạ nhập thể, chỉ có thể im lặng bảo vệ mộ của nữ hoàng. Cũng có người cho rằng chúng có thể là những người bị đày đọa trong sự nghiệp chính trị của Võ Tắc Thiên, tượng trưng cho sự lạnh lùng và tàn nhẫn của bà. Vì vậy, những tượng người này mới không có đầu. Tất nhiên, truyền thuyết về những tượng người không đầu vẫn còn rất nhiều, nhưng sau này mọi người phát hiện ra rằng những tượng người này thực sự có đầu, chỉ là sau này đã bị người khác phá. Có hai nông dân địa phương đã phát hiện ra một viên đá kỳ lạ khi làm việc trên cánh đồng, có dấu vết rõ ràng của việc điêu khắc bằng tay. Khi cẩn thận làm sạch viên đá, họ phát hiện rằng đó thực sự là một hình dáng của cái đầu, nên đã báo cáo vụ việc lên cơ quan di tích văn hóa địa phương. Các chuyên gia khảo cổ nhanh chóng thành lập một đội đến hiện trường để điều tra và khai quật. Kết quả họ đã phát hiện ra hàng chục viên đá hình đầu người được khắc tại đây. Sau khi nghiên cứu, đội khảo cổ xác định những tác phẩm khắc trên đều xuất phát từ thời nhà Đường và số lượng 61 viên đầu chính xác tương ứng với 61 tượng người tại Càn Lăng. Nhờ vào diện mạo, biểu cảm và những chi tiết của những viên đầu, các nhà khảo cổ kết luận rằng những người này có thể là người của các nước chư hầu. Ngoài ra, một số chữ trên đá cũng tiết lộ danh tính của họ, chẳng hạn như Tocharian Vương Tử hay Mộc Cử Hãn Quốc Vương là những bằng chứng rõ ràng. Những tượng đá này đều là người của các nước chư hầu ngoại tộc trong thời kỳ nhà Đường thịnh vượng. Và lý do họ được đặt ở đây có lẽ là để thể hiện uy quyền của Đại Đường và thành tựu của Võ Tắc Thiên. Về việc tại sao tượng đá bị phá hủy sau này, một số người cho rằng có thể là do khi các dân tộc thiểu số chiếm đóng Trung Nguyên đã xem đây là một sự nhục nhã. Ngoài ra, còn có một số ghi chép kỳ lạ về lăng mộ Võ Tắc Thiên. Đó là lăng mộ này bị nhiều người khai quật nhất, nhưng đến nay vẫn còn nguyên vẹn, không hư hại. Hình dáng phượng hoàng tung cánh được xem là bảo vật của những kẻ trộm mộ. Thậm chí, có người đã dùng 400.000 người để săn bằng nửa ngọn núi mà vẫn không khai phá được lăng mộ này. Liệu có phải ở trong mộ của Võ Tắc Thiên có sự bảo hộ của Long Mạch hay sao? Sự bất khả xâm phạm của Càn Lăng. Mộ đế vương luôn là nơi mà kẻ trộm mộ đặc biệt quan tâm nhằm tìm kiếm bảo vật. Trong suốt hàng trăm năm, mộ của Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông và thậm chí mộ của Khang Hy tại Bắc Kinh cũng bị cướp sạch. Thế nhưng, lăng mộ của Võ Tắc Thiên lại có thể trải qua hàng trăm năm mà không hề bị hư hại. Trên thực tế, Càn Lăng cũng đã bị kẻ trộm ghé thăm rất nhiều lần. Ngay cả những lãnh chúa hay lực lượng triều đình cũng đã tổ chức nhiều cuộc khai quật như vào cuối triều Đường. Phiến Hoàng Sào dẫn đại quân tấn công vào thành Trường An. Sau khi đốt phá và giết chóc, Hoàng Sào lại đặt mục tiêu tiếp theo là lăng mộ của Võ Đế. Bởi ông cho rằng,
Càn Lăng là nơi hợp táng của Võ Tắc Thiên và Đường Cao Tông vào thời kỳ nhà Đường hưng thịnh. Vậy nên, các báu vật được chôn cùng đó có thể nhiều không đếm xuể. Vì vậy, Hoàng Sào đã tổ chức hơn 400.000 quân đại quân, mang theo xẻng sắt để khai quật Càn Lăng. Không mất nhiều thời gian, họ đã săn bằng một nửa lương sơn, nhưng lại hoàn toàn không phát hiện ra lối vào của Càn Lăng, cũng không đào được phòng mộ thật sự. Sau đó, quân Đường phản kích, Hoàng Sào chỉ có thể trắng tay bỏ chạy. Đến tận ngày nay, con kênh Hoàng Sào với độ sâu 40 mét vẫn là minh chứng cho hành động khai quật Càn Lăng với quy mô lớn đầu tiên. Người thứ hai khai quật Càn Lăng chính là Ôn Thao, thống đốc Diệu Châu thời Ngũ Đại, là một tên trộm mộ chuyên nghiệp của triều đình. Trước khi khai quật Càn Lăng, Ôn Thao đã đục khoét 17 lăng mộ hoàng đế nhà Đường, như thể bản thân có mối thâm thù với nhà họ Lý. Ôn Thao với tư cách thống đốc cũng có một lượng lớn thuộc hạ, nhưng mỗi khi quyết định khai quật Càn Lăng, ông luôn gặp phải mưa to gió lớn. Sau khi tình hình xảy ra 3 lần liên tiếp, Ôn Thao rất sợ hãi và cho rằng có lẽ đã đào quá nhiều lăng mộ của hoàng đế nhà Đường nên đã bị họ trả thù. Từ đó, Ôn Thao không bao giờ chạm vào Càn Lăng nữa. Có người nói rằng những hiện tượng kỳ lạ trên chính là thần linh đang ban phước cho Càn Lăng. Nhưng thực ra, ngay cả khi không có 3 lần thời tiết kỳ lạ đó, Ôn Thao cũng rất khó để khai quật Càn Lăng. Bởi vì hàng trăm năm sau, có người đã có một lần nữa chứng minh được sự bất khả xâm phạm của Càn Lăng. Người này chính là Tôn Liên Trọng, tướng quân của Quốc Dân Đảng. Dưới quyền lãnh đạo của ông, binh lính không còn sử dụng xẻng hay cuốc mà đã chuyển sang sử dụng súng máy, đại bác và thuốc nổ. Sau nhiều ngày khai quật, họ cuối cùng đã phát hiện một con đường giống như lối vào hầm mộ. Tôn Liên Trọng rất vui mừng, ngay lập tức muốn dẫn binh lính của mình vào tìm báu vật. Nhưng vào lúc đó, cả ngọn núi bị bao phủ bởi làn khói đặc. Một cơn gió mạnh kèm theo khiến bầu trời trở nên âm u, cát đá bay mịt mù. Nhiều binh lính thậm chí còn bị đá rơi trúng và tử vong tại chỗ. Tôn Liên Trọng nhìn thấy cảnh này thì hoảng sợ bỏ chạy. Càn Lăng một lần nữa thoát khỏi hiểm nguy. Mặc dù có phần phóng đại, nhưng đây vẫn là câu chuyện có thật trong lịch sử. Sau tất cả những lần bị trộm, Càn Lăng vẫn bình an, không chút tổn thất như một huyền thoại. Liệu Càn Lăng có thực sự được bảo vệ bởi thần linh hay không? Mời các bạn để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Sự kiện Diêm Vương gọi tên trong quá trình xây dựng đập Tam Hiệp khiến nhiều người sởn da gà. Đập Tam Hiệp là một công trình lớn của Trung Quốc. Ngay từ khi bắt đầu xây dựng, nhiều chuyên gia phong thủy đã kịch liệt phản đối, bởi công trình này hoàn thành đồng nghĩa với việc phong thủy hàng nghìn năm của Trung Quốc đã bị phá bỏ. Tương truyền, sông Dương Tử chính là long mạch của dân tộc Trung Hoa, là nơi sinh sống của loài rồng, vậy nên không thể dễ dàng xây dựng bất cứ công trình gì. Bỏ ngoài tai mọi lời phản đối, nhà thầu là những người theo chủ nghĩa vô thần, nên họ chỉ bắt đầu làm việc của mình. Tuy nhiên, ngay khi công trình được khởi công, những hiện tượng siêu nhiên đáng sợ lần lượt xảy ra. Rốt cuộc, công việc xây dựng con đập này đã phạm phải điều cấm kỵ gì? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Công trình cắt đứt huyết mạch dân tộc Hoa Hạ. Chúng ta đều biết, long mạch ám chỉ những ngọn núi trùng trùng nối tiếp nhau, khiến địa hình trông giống như một con rồng nếu nhìn từ trên cao. Hệ thống long mạch ở Trung Quốc chủ yếu có nguồn gốc từ dãy núi Côn Lôn, kéo dài từ phía Bắc đến dãy núi Kỳ Liên, sau đó rẽ vào dãy núi Đại Tiểu Hưng An Lĩnh và kết thúc ở dãy Trường Bạch, giáp biên giới với Triều Tiên. Vậy nên, khu vực long mạch giáp biển có tổng chiều dài đến 2.500 km, cùng diện tích hơn 500.000 m2. Núi Côn Lôn được xem là nơi định hình lịch sử của Trung Quốc, là nguồn gốc của long mạch, bởi tất cả các ngọn núi lớn đều xuất phát tại đây. Một điều đặc biệt khác là dãy Côn Lôn đã có lịch sử lâu đời, và dù ở triều đại nào thì địa vị quan trọng của dãy núi này vẫn chưa bao giờ thay đổi. Từ xa xưa, hai con sông lớn là Dương Tử và Hoàng Hà cũng được xem là huyết mạch của Trung Quốc, vì hầu hết các triều đại cổ xưa đều được thành lập trên lưu vực hai con sông lớn này, đặc biệt là sông Dương Tử, do long mạch chảy qua nơi đây xuất phát từ dãy Côn Lôn. Tuy vậy, chính phủ Trung Quốc vẫn quyết định bỏ ra một số tiền khổng lồ và thời gian gần 12 năm để xây dựng đập Tam Hiệp, con đập vô cùng nổi tiếng cả thế giới. Từ năm 1994 đến năm 2006, con đập này dài 2.335 m, cao 185 m và mực nước trong hồ chứa bình thường có thể cao tới 175 m. Ngoài ra, đập Tam Hiệp còn lắp đặt 32 tổ máy thủy điện với công suất 700.000 MW. Điều này có nghĩa là tổng công suất phát điện của đập Tam Hiệp có thể đạt 22,4 triệu kW. Vì thế, nơi đây được mệnh danh là nhà máy thủy điện lớn nhất Trung Quốc.
khả năng vận chuyển của đập Tam Hiệp cũng rất đáng kinh ngạc. Khối lượng vận chuyển lên đến 30.000 tấn cùng một lúc. Đây được xem là tuyến đường thủy chính của Trung Quốc. Nếu xét về công dụng thì đây chính là một công trình tuyệt vời. Tuy nhiên, đập Tam Hiệp vẫn là cái gai trong mắt của nhiều người bởi công trình này đã phá hủy hoàn toàn long mạch của quốc gia này. Người Trung Quốc từ xưa đến nay rất coi trọng địa lý và phong thủy. Thông thường những sự kiện quan trọng như lễ tân gia, hỷ sự, tang sự, v.v. họ luôn nhờ các bậc thầy phong thủy đến xem ngày rồi mới tiến hành. Vậy nên khi chuẩn bị khởi công xây dựng đập Tam Hiệp, nhiều thầy phong thủy cũng được mời đến và họ đều có chung một câu trả lời rằng việc xây dựng con đập là đang cắt đứt huyết mạch của rồng. Xét theo góc độ phong thủy thì phía nam sông Dương Tử là cảnh môn. Đây chính là vùng đất vàng đã mang lại sự phát triển kinh tế cho Trung Quốc. Vậy nên, sông Dương Tử thậm chí còn quan trọng hơn sông Hoàng Hà, nên càng cần phải được bảo vệ tốt hơn. Nhưng đập Tam Hiệp nằm ngang sông Dương Tử đã vô tình hủy hoại toàn bộ phong thủy bảo địa nơi này. Hai sự kiện siêu nhiên kỳ lạ. Thực tế, ngay từ khi bắt đầu xây dựng, đã có hai hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ xảy ra, khiến những người đã từng chứng kiến đều cảm thấy kinh hoàng khi nhắc đến. Vào năm 1918, sáng kiến xây đập đã được đề xuất đầu tiên bởi Tôn Trung Sơn. Vì dự án này thực sự quá lớn, nên ngay cả khi Trung Quốc nhận được sự hợp tác với Hoa Kỳ, cũng rất khó để xây dựng một công trình vĩ đại như vậy. Có lúc dự án đã buộc phải dừng, nhưng sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, nhà nước đã tiến hành cuộc khảo sát quy mô lớn hơn về đập Tam Hiệp, mong muốn tiếp tục dự án. Khi mọi việc sơ bộ đã sẵn sàng, ngày xây dựng cuối cùng cũng được ấn định vào năm 1994, lại có hàng loạt sự kiện kỳ lạ xảy ra. Từ lâu, khu vực này được người dân truyền tai nhau rằng dưới đập Tam Hiệp có một con rắn bị phong ấn hàng trăm năm. Trùng hợp là việc xây dựng bắt đầu, có người thực sự đã tìm thấy một ổ rắn kỳ lạ, trên thân có vằn trông không giống như một con rắn bình thường. Nhiều người dân lúc đó sợ rằng nó sẽ tấn công người, thế là họ lấy một cây gậy và cố xua nó đi. Nhưng không ai có thể ngờ rằng con rắn này lại nằm yên bất động. Có vẻ như nó đang ngủ đông và không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Sau đó các chuyên gia đã xác định rằng đây là một loài rắn biến điện. Nhưng số lượng nhiều như thế này trông thật đáng sợ. Vì sự an toàn của người dân nên họ đã mang nó đến nơi ở mới thích hợp hơn. Một hiện tượng khác kỳ lạ hơn chính là vào một đêm nọ, nhà thầu xây dựng đập Tam Hiệp đã mơ thấy mình đang ở trong điện Diêm Vương. Lúc đó có một phán quan đã nói rằng nếu ông dám xả nước thì tên của ông sẽ lập tức được viết vào sổ sinh tử. Khi giật mình tỉnh giấc, nhà thầu cảm thấy vô cùng hoảng sợ, nên ngày hôm sau ông lập tức báo cáo sự việc lên lãnh đạo. Sau khi nghe điều này, người lãnh đạo hoàn toàn không tin và cho rằng ông ta đang kiếm cớ vì không muốn bắt đầu công việc. Kết quả là ngày đêm hôm sau, người lãnh đạo cũng nằm mơ thấy mình được Diêm Vương mời đến dặn dò rằng nếu thật sự muốn xả nước thì phải rời tượng phán quan và Diêm Vương ở nơi đó đi. Trước khi rời đi, người lãnh đạo còn nhẹ gật đầu đồng ý với Diêm Vương. Tuy nhiên sau đó khi xả nước, ông ấy đã quên mất lời dặn. Chỉ trong vài ngày sau đó, người lãnh đạo và nhà thầu lần lượt gặp chuyện, thậm chí qua đời mặc dù không có dấu hiệu bệnh nào trước đó. Mãi cho đến sau này, nguyên nhân cụ thể về cái chết của hai người họ vẫn không được công bố. Sự việc được lan truyền rộng rãi khiến nhiều người dân Trung Quốc không khỏi hoảng sợ. Chuyên gia bảo tồn nguồn nước nổi tiếng Trung Quốc lúc bấy giờ là Hoàng Vạn Lý đã nhiều lần viết thư gửi lãnh đạo để lý giải về sự nguy hiểm của đập Tam Hiệp, yêu cầu họ xem xét lại, nhưng đây lại bị cho là những lời phiến diện. Thậm chí họ còn ra sức chèn ép và đàn áp Hoàng Vạn Lý cùng những chuyên gia khác. Cho đến nay, sự thật về vô số những hiện tượng kỳ lạ khi xây dựng đập Tam Hiệp vẫn còn thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhưng vẫn chưa ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Có ý kiến cho rằng con rắn lạ xuất hiện ở đập Tam Hiệp có lẽ là do môi trường địa lý khu vực này vẫn chưa được khám phá hoàn toàn. Đập Tam Hiệp có điểm gì đặc biệt mà phải mất tới 12 năm để hoàn thành việc xây dựng, chưa kể đến thời gian khảo sát từ những năm 1990. Trong gần 17 năm, kể từ khi công trình được quyết định đến khi hoàn thành, đã không ngừng chịu đựng sự chỉ trích bởi xét về khía cạnh địa chất. Sau khi xây dựng xong con đập, một vùng đất rộng lớn ở thượng nguồn có nguy cơ bị ngập lụt. Sự ổn định chung của khu vực cũng đã trở thành một vấn đề lớn. Là một trong những dự án lớn của Trung Quốc, đập Tam Hiệp đã tạo ra những lợi ích kinh tế và xã hội. Mục đích chính của việc xây dựng con đập là để kiểm soát lũ lụt trên sông Dương Tử, tạo môi trường phát triển tốt cho các ngành công nghiệp hạ nguồn. Bởi mỗi khi vào mùa lũ, lượng nước từ sông Dương Tử đổ về quá nhiều, khiến người dân phải gánh thiệt hại nặng nề. Sau khi đập Tam Hiệp hoàn thành, tất cả những vấn đề này đã được giải quyết vì nhà máy thủy điện Tam Hiệp có sức chứa rất lớn. Có thể tích trữ một lượng lớn nước sông nhằm kiểm soát tổng lượng nước của sông Dương Tử thông qua điều tiết và giảm áp lực kiểm soát lũ cho hạ lưu. Trước khi lũ lụt ập đến,
đập Tam Hiệp sẽ giải phóng trước một số không gian để duy trì mực nước sông Dương Tử chảy về hạ lưu nhằm hạn chế nguy cơ lũ lụt. Ngoài ra, đập còn có thể điều tiết lượng nước thượng nguồn để đảm bảo mực nước hạ lưu không vượt tiêu chuẩn. Sau khi lũ đi qua, đập Tam Hiệp sẽ tích trữ một lượng lớn nước sông trong mùa khô để cung cấp đủ nước cho hạ lưu. Vì vậy, công trình này thực sự mang lại rất nhiều lợi ích, nhất là dễ dàng tạo ảnh hưởng đối với những quốc gia phía hạ nguồn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đập Tam Hiệp nên sớm được phá bỏ, chỉ bằng việc mở tất cả các cửa để dòng nước sông Dương Tử được chảy tự do. Điều này giúp long mạch của Trung Quốc được nối liền nhằm để giải quyết các thảm họa thời tiết xảy ra tại đất nước này trong thời gian gần đây. Bởi người xưa quan niệm rằng thiên nhiên là bất khả chiến bại, con người chỉ có thể thích ứng với tự nhiên. Long mạch không phải là nơi có thể tùy tiện thay đổi, nếu không sẽ mang đến tai họa cho nhân loại. Điều này làm cho người ta nghĩ đến hàng loạt rủi ro tiềm ẩn như đập Bản Kiều vào năm 1975 mà Tâm Linh Cuộc Sống đã từng nhắc đến trước đây. Khi ngôi chùa ở Bắc Kinh gần 1.000 năm bị phá hủy, ba điều kỳ lạ đã xảy ra. Miếu Nương Nương Bắc Đính ở Bắc Kinh từng được chọn là địa điểm để xây dựng Water Cube, trung tâm bơi lội quốc gia, để phục vụ cho Olympic. Nhưng khi vừa khởi công thì một loạt hiện tượng kỳ bí đã xảy ra, khiến dự án này phải tạm ngừng và sau đó là thay đổi địa điểm xây dựng. Các bạn có tin rằng trên đời này thật sự có thần tiên hiển linh? Ba hiện tượng kỳ lạ như trong truyền thuyết đã xảy ra tại miếu Bắc Đính Nương Nương trong thời buổi hiện đại, và cho đến hiện tại vẫn chưa có một lời giải thích thỏa đáng cho ba hiện tượng siêu nhiên này. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp hay là sự nổi giận của thần linh? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Cơn lốc xoáy trăm năm có một tại Bắc Kinh. Miếu Bắc Đính Nương Nương nằm ở quận Triều Dương thuộc thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Nơi đây là một trong năm đính nổi tiếng trong lịch sử Bắc Kinh và được xem là một công trình kiến trúc quan trọng phía bắc thành phố này. Năm đính miếu là năm tòa thần miếu Thái Sơn nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh, bao gồm Đông Đính, Nam Đính, Tây Đính, Bắc Đính và Trung Đính, được xây dựng từ đời nhà Minh. Đến thời đại nhà Thanh thì Bắc Đính Nương Nương được trùng tu lại theo lệnh của vua Càng Long. Đây là ngôi miếu lớn thờ phụng Bích Hòa Nguyên Quân, hay còn được gọi là Bắc Đính Nương Nương. Bà là con gái của Đông Nhạc Đại Đế và là em gái của Ngọc Hoàng Đại Đế và một số vị thần khác như Tiên Thiên Nương Nương, Tống Tử Nương Nương. Vào năm 2004, vì việc xây dựng Water Cube, trung tâm bơi lội quốc gia tại Bắc Kinh, có phạm vi quy hoạch đến khu vực của miếu Bắc Đính Nương Nương, nên theo kế hoạch, ngôi miếu này phải bị phá bỏ. Tuy nhiên, vào ngày triển khai kế hoạch dọn dẹp và di rời, khi nhân viên vừa tháo giữa hai cánh cổng của miếu Bắc Đính Nương Nương thì một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ đã xảy ra. Bầu trời đang quang đãng bỗng dưng bị những đám mây đen dày đặc che phủ, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Đột nhiên, một cơn lốc xoáy xuất hiện ngay cổng ngôi miếu, cuốn theo đất cát bay mù mịt. Những lan can được dựng tạm trên công trình, thiết bị xây dựng và công nhân cũng bị lốc xoáy cuốn bay lên không trung. Cơn lốc xoáy dữ dội hoành hành trong khoảng 10 phút mới chịu dừng lại. Tuy nhiên, nó cũng đã phá hủy toàn bộ công trường, khiến 44 công nhân bị thương, 5 người bị thương nặng và 2 người thiệt mạng. Mọi thứ xung quanh trở thành một mớ hỗn độn. Nhưng điều kỳ lạ nhất là ngôi miếu Bắc Đính Nương Nương hoàn toàn không bị một chút ảnh hưởng nào. Cảm giác như thể hướng đi của cơn lốc này là có mục đích. Nó đã càn quét toàn bộ công trường nhưng lại không hề đụng đến miếu, mặc dù cơn lốc xuất hiện ngay trên mặt đất ở lối vào ngôi miếu. Sự cố mở đầu này khiến nhiều người cảm thấy có chút hoang mang rằng tại sao lại có một sự trùng hợp như vậy. Như chúng ta đã biết, hầu hết những cơn lốc xoáy tại Trung Quốc đều tập trung ở hai tỉnh An Huy và Quảng Đông. Hiện tượng thời tiết này thường xuyên xảy ra ở vùng Đông Bắc Bộ do đặc điểm địa lý khu vực. Trong hồ sơ lịch sử thời tiết gần 100 năm qua ở Bắc Kinh, chưa từng ghi lại một hiện tượng lốc xoáy nào xảy ra. Các chuyên gia thời tiết cho biết đây là hiện tượng trăm năm khó gặp. Nhưng kế hoạch phá bỏ ngôi miếu không vì tai nạn này mà dừng lại. Và tất nhiên, những hiện tượng siêu nhiên lại tiếp diễn. Hố rắn bất thường xuất hiện tại công trình. Sau khi cơn lốc xoáy xuất hiện bất ngờ, một số công nhân và kỹ sư có kinh nghiệm cũng xin từ chức. Đội ngũ xây dựng chỉ còn một vài người bạo gan ở lại để tiếp tục hoàn thành công trình. Nhưng điều mà họ chưa bao giờ ngờ đến đó là một thời gian không lâu sau khi công việc được tiếp tục, đội thi công đào được một cái hố lớn ở công trường. Bên trong hố có nhiều rắn đến mức khiến người ta nhìn vào phải sởn gai ốc. Ở Trung Quốc, tín ngưỡng thờ rắn được biết đến khá sớm, thể hiện qua hình tượng thần Phục Hy đầu người đuôi rắn, thần Nữ Oa đầu người mình rắn.
các đền miếu thờ rắn ở Trung Quốc nhiều vô kể, đặc biệt là ở các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, thuộc miền Duyên Hải Hoa Đông và vùng lĩnh Nam Trung Quốc. Ngay ở thành phố Tô Châu, tỉnh Chiết Giang cũng có miếu thờ và xương, trong có tạc tượng xà vương bằng hình một vị tướng quân. Vì vậy, người dân bản địa đều nói đây có thể là một con vật đang trấn giữ vùng đất linh thiêng này. Thật sự không nên phá hủy. Hơn nữa, số lượng rắn không hề nhỏ. Nhưng vì muốn kịp tiến độ thi công nên mọi người vẫn phải xử lý gấp hố rắn này, mặc dù trong lòng cũng có chút bất an. Ánh sáng rực rỡ phát ra từ miếu Bắc Đính Nương Nương. Vào đêm hôm đội thi công phát hiện và xử lý hố rắn, không hiểu tại sao khu vực của công trường Waterkill đột ngột bị mất điện. Đối với một dự án quan trọng cùng quy mô lớn như vậy thì việc hậu cần cũng được đảm bảo chắc chắn với nguồn năng lượng điện dự phòng. Việc mất điện đột ngột như vậy là rất khó xảy ra. Điều khó hiểu nhất là khi xung quanh chìm vào bóng tối thì miếu Bắc Đính Nương Nương lại được xuất hiện ánh sáng rực rỡ. Hiện tượng kỳ lạ này tiếp tục khiến mọi người cảm thấy nghi ngờ, bởi ngôi miếu này hoàn toàn không có thiết bị phát điện nào được lắp đặt. Ánh sáng này rốt cuộc đến từ đâu? Có phải Bắc Đính Nương Nương đang thực sự hiển linh? Mặc dù rất tò mò nhưng không ai dám vào miếu để xem chuyện gì xảy ra. Những sự kiện kỳ lạ nối tiếp nhau cuối cùng cũng thu hút được nhiều sự chú ý của ban quản lý dự án. Người dân xung quanh ai nấy đều tin đây không phải là một sự trùng hợp. Vào thời điểm đó, họ đã mời những chuyên gia văn hóa dân gian để tiến hành một chuyến đi khảo sát thực tế. Cuối cùng, theo đề nghị của chuyên gia, ngôi miếu Bắc Đính Nương Nương nên được giữ lại. Các bộ phận liên quan cũng xin ý kiến của Ban Bảo vệ Di tích Văn hóa quyết định điều chỉnh tất cả các phương án lựa chọn địa điểm xây dựng. Vị trí xây dựng của công trình Waterkill đã được lùi lại hơn 100 mét về phía Bắc để thuận lợi cho việc thi công mà không phải mạo phạm đến thần linh. Tại vị trí mới mà Waterkill được xây dựng, toàn bộ công trình diễn ra rất nhanh chóng và thuận lợi mà không bao giờ gặp phải những hiện tượng kỳ lạ như trước. Và miếu Bắc Đính Nương Nương sau khi thiết kế xây dựng được quyết định sửa đổi cũng không còn xuất hiện ánh sáng lúc nửa đêm. Liệu những hiện tượng siêu nhiên xuất hiện có phải là lời cảnh báo cho việc phá hủy ngôi miếu nghìn năm ở Bắc Kinh? Không một ai biết lời cảnh báo này có phải sự thật hay không. Tuy nhiên, đối với nhiều tín đồ của đạo giáo thì thần linh chiếm một vị trí rất quan trọng. Miếu Bắc Đính Nương Nương được xem là một địa điểm thờ thần dân gian chân chính trong đạo giáo Trung Quốc. Vì vậy đây được xem là vùng đất linh thiêng không thể xâm phạm. Theo dòng chảy lịch sử, miếu Bắc Đính Nương Nương đã xuất hiện sớm hơn Waterkill và được Cục Di tích Văn hóa Bắc Kinh đánh giá là một quần thể kiến trúc cổ. Điều này có nghĩa không thể đưa nơi này vào phạm vi tháo dỡ. Một số báo cáo còn nhận định miếu Bắc Đính Nương Nương từng được xem là một trong 7 công trình trọng điểm quốc gia. Tuy nhiên, trải qua rất nhiều năm, trong thời đại Internet và mọi thứ còn chưa phát triển nên không để lại nhiều thông tin. Sau rất nhiều công trình được xây dựng, miếu Bắc Đính Nương Nương vẫn tọa lạc giữa những tòa nhà hiện đại với một hình ảnh đơn giản và cổ kính. Trải qua một loạt hiện tượng siêu nhiên đã xảy ra, mọi người cũng sẽ không dám tin tưởng vào những tà thuyết như nhận định thắng thiên, đấu với trời, đấu với đất. Càng hiểu được đối với thần linh thì trong tâm phải luôn kính sợ. Miếu Nương Nương Bắc Đính hiện tại hương khói rất vượng, khách hành hương trong và ngoài nước đều đến đây để cung bái. Cây bồ kết ngàn năm thạch gia trang trở về báo án sau khi bị đốn hạ. Người xưa thường nói, mọi sự vật trên đời đều sẽ trở nên hoàn thiện, tốt đẹp hơn theo tuổi tác. Chỉ cần bất cứ thứ gì tồn tại đủ lâu sẽ dần trở nên tinh tế. Chưa kể, đến một cái cây mọc lên giữa trời và đất đã hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt trong hàng nghìn năm. Một khi tuổi thọ của cây vượt quá 500 năm sẽ hình thành nguồn năng lượng ma quỷ và âm khí mà người thường không thể phát hiện được. Dân gian thường có câu, bồ kết ở phương Bắc, đa liễu phương Nam. Trong số cổ thụ thì cây bồ kết mang nguồn năng lượng âm mạnh nhất, kích động âm khí nên không ai muốn trồng cây bồ kết trong nhà mà thường trồng trước chùa hoặc cổng làng. Có một câu chuyện về cây bồ kết cổ thụ ở ngoại ô phía tây thành Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đường truyền lại vô cùng đáng sợ. Những sự kiện kỳ lạ về cây bồ kết đầu làng này cho chúng ta biết được sức mạnh của cây cổ thụ hơn nghìn năm tuổi, rốt cuộc là lớn đến cỡ nào. Với chiều cao khoảng 3 thước cùng cành lá xum xuê, vào mùa hè nóng nực nhất, bóng mát mà cây tỏa ra có diện tích lên tới hàng trăm mét vuông. Đường kính thân lớn đến mức phải cần đến 5 người trưởng thành nối tay nhau mới có thể ôm trọn thân cây. Cây bồ kết này đã trải qua nhiều lần bị sét đánh trong suốt hàng nghìn năm,
Và mỗi lần trải qua một kiếp nạn, nó giống như mất đi một lớp da bọc ngoài thân cây, rồi lại được tái sinh như một con quái vật. Trong ma thuật, đây được gọi là yêu quái, còn trong đạo thì sẽ gọi là tiên. Đối với người dân trong làng, cây bồ kết ngàn năm tuổi này đã đạt đến giai đoạn hóa thần, và từ bao đời nay họ đã quen với sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, điều không ngờ rằng ở thời hiện đại, với tốc độ phát triển nhanh chóng, thành phố cần phải tiến hành quy hoạch. Những con đường đất vòng vèo phải được thay bằng đường nhựa thẳng tắp. Cây bồ kết già này lại mọc ở đầu làng, chắn ngang đường đi. Nếu đi đường vòng sẽ mất thời gian, nên đội quy hoạch quyết định phải chặt bỏ. Khi đó, một số vị lão niên trong làng phản đối rất dữ dội, bởi họ cho rằng cây bồ kết nghìn năm thực sự có linh hồn. Nếu cây bị chặt đứt, nhất định sẽ xảy ra báo ứng. Người phụ trách dự án đương nhiên không tin vào những lời nói quỷ quái này, vì vậy đã bố trí cho công nhân đến tiến hành chặt cây. Vậy nhưng, mặc cho những người công nhân dùng rìu chặt xuống rất lâu, thân cây chỉ bị một vết xước nhỏ, phần còn lại vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả công nhân đều mệt mỏi đến ngạt thở. Điều này cũng không có gì lạ, bởi nó đã quá già, và sau nhiều lần thay vỏ, lớp da bên ngoài trở nên vô cùng cứng cáp. Lúc này, người phụ trách cho rằng vỏ cây bồ kết đã dày đến mức không thể chặt bằng tay được. Thế là ông ta cho người đi tìm khắp nơi, cuối cùng mang đến 4-5 chiếc cưa máy thường dùng cho việc khai thác gỗ. Lần này, họ cùng nhau làm việc rất lâu để loại bỏ một lớp vỏ trên cây bồ kết già. Nhưng mọi thứ cũng không mấy khả quan. Lưỡi dao của chiếc cưa máy càng đi sâu thì càng bị kẹt cứng, thậm chí không thể nào rút ra. Khi đội ngũ công nhân đang nghĩ cách rút lưỡi dao ra, thì một cơn gió đột nhiên nổi lên, làm cây cối xào xạc. Bầu trời bắt đầu u ám, khiến những người có mặt tại hiện trường nổi hết cả da gà. Lúc này, dân làng đang đứng xem vì thấy tình hình hơi kỳ lạ, sợ rằng đã động chạm phải một thế lực nào đó, nên cũng nổi dậy bắt đầu chặn đội xây dựng, nói rằng họ không thể tiếp tục chặt cây. Dường như cây bồ kết nghìn năm tuổi đã dùng những hiện tượng kỳ lạ này để bộc lộ sức mạnh tâm linh, muốn đưa ra lời cảnh báo cho hành động bất kính. Đáng tiếc là cuối cùng cây bồ kết vẫn bị đốn hạ, và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Những dự đoán trước đó của dân làng quả thật không hề sai. Lúc đầu đội xây dựng đã tìm mọi cách mặc cho người dân hết lời ngăn cản rằng cây bồ kết già này không thể chặt được, bởi sống qua rất nhiều năm, có thể nó đã trở thành linh bách. Nhưng khi đối mặt với sự phản đối quyết liệt của người dân, người phụ trách công trình vô thần này lại càng quyết tâm chặt cây bằng mọi giá. Hai chiếc xe ủi được gọi đến cùng lúc, và với sức mạnh tổng hợp nhiều loại máy móc, cây bồ kết già cuối cùng đã bị quật ngã tận gốc rễ. Và ngay sau đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra khiến những người chứng kiến cảm thấy vô cùng kinh hãi. Theo lời kể của những người có mặt lúc đó, khi cây bồ kết già đổ xuống, một chất lỏng màu đỏ trào ra từ rễ cây như đang chảy máu. Chất lỏng men theo đất chảy đến chân người, sau đó vô số côn trùng, chuột bọ từ dưới đất bỏ lên chạy trốn tứ phía. Vì lúc này trời đã sụp tối, nên mọi người đều cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi đến từ phía sau. Tất cả dân làng đều thở dài nói rằng cây bồ kết vẫn đang tồn tại. Nó đã ở đây như thế này hàng ngàn năm rồi, nên những người quyết tâm đốn hạ cây sau này cứ chờ báo ứng đi là vừa. Đêm hôm đó, dân làng nghe thấy nơi ở cây bồ kết già bị đốn hạ phát ra những âm thanh rất giống tiếng người. Rất nhiều truyền thuyết dân gian đều nói một nửa cây bồ kết là gỗ, nửa còn lại là ma. Bởi vì ngày xưa người ta hy vọng linh hồn người chết ở nơi đất khách có thể trở về quê hương, nên sẽ để họ dưới gốc cây bồ kết ở cổng làng cho đến khi được chôn cất. Khi đi dạo vào ban đêm, nếu gặp cây bồ kết già thì nhất định phải tránh xa, vì cây bồ kết càng già thì càng chứa nhiều âm khí, và việc tùy tiện chặt bỏ là điều không nên. Một khi phần gỗ của cây không còn nữa, chắc chắn phần còn lại sẽ là ma quỷ. Những linh hồn vốn sống nương nhờ vào cây bồ kết, khi không có nơi nào để đi, sẽ sinh ra oán khí và đi khắp nơi để gây rắc rối. Kể từ khi cây bồ kết nghìn năm tuổi ở Thạch Gia Trang bị đốn hạ, trời nhiều mây và mưa suốt mấy ngày liền. Điều kỳ lạ hơn nữa là khi đội thi công chuẩn bị nhấc cây bồ kết già lên vận chuyển đi, thì các công nhân đang dùng dây thừng to cố định thân cây, bỗng bất ngờ xảy ra tai nạn, khiến một số người tử vong tại chỗ. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Sau khi con đường được sửa xong, những chuyện vô cùng kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra. Vào một ngày mưa, trên đoạn đường này đã xảy ra tai nạn liên hoàn khi có nhiều ô tô đâm vào nhau. Các tài xế được đưa đi bệnh viện đều kể cùng một câu chuyện rằng khi lái xe đến ngã tư, họ bất ngờ nhìn thấy một ông già râu trắng bị thương
xuất hiện giữa đường. Để tránh va chạm với ông lão, những tài xế bất ngờ đánh lái để đổi hướng và tông thẳng vào nhau như bị điều khiển bởi một thế lực không thể nào giải thích. Một số người suy đoán rằng ông già có bộ râu trắng có thể chính là linh hồn gây bổ két. Vì đã trở thành linh hồn vô gia cư, tu vi cũng bị cắt đứt, nên ông hận rồi gây rắc rối ở đoạn ngã tư này. Từ đó dân làng khi muốn ra ngoài đều chọn đường vòng. Họ thà rằng đi bộ xa hơn một chút còn hơn phải đi qua ngã tư. Điều khủng khiếp hơn là khi cây bổ két nghìn năm tuổi bị đốn hạ. Ngoài việc nơi đây thường xuyên xảy ra sự cố kỳ lạ, thì những người có liên quan đều lần lượt qua đời một cách bí ẩn. Đây có phải là nghiệp chướng như truyền thuyết về loài cây này đã nói hay không? Đầu tiên là người phụ trách. Khi đang có mặt tại công trường, thì ông ấy bất ngờ đứng trên một nơi cao, sau đó đi về phía rìa tòa nhà, như thể bị quỷ ám. Bên dưới khu vực đó, chứa đầy những thanh thép sắc nhọn. Những người công nhân gần đó thấy ông ta có vẻ không ổn, nên đã kịp thời giữ lại và giúp ông ấy lấy lại bình tĩnh. Sau đó mọi người mới để ý và phát hiện, tại chỗ người phụ trách đứng có một gốc cây bổ két. Nhưng kỳ lạ là, gần công trường xây dựng trước đó lại không phát hiện cây bổ két nào được trồng ở khu vực này. Nghĩ tới đây, tất cả đều cảm thấy lạnh sống lưng. Đêm đó, khi người phụ trách đang ngủ, lại mơ thấy mình đang ở ngã tư, nơi có cây bổ két già. Nhưng rõ ràng là toàn bộ cây đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại một tàn tích gốc cây khổng lồ. Ông bước lại gần và nhìn thấy một con rắn lớn màu trắng đang nằm trên gốc cây bổ két già. Khi tiến lại gần hơn nữa, con rắn trắng lại hỏi ông, tại sao cây bổ két già, nơi nó đã sống hàng nghìn năm nay, lại bị chặt đi? Người phụ trách sợ hãi đến mức tầm mắt tối sầm lại và ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là giấc mơ, nhưng ông ấy lại thấy con rắn lớn màu trắng thực sự đang quấn quanh chân và vui vẻ nhìn ông ta. Sự việc kỳ lạ đã diễn ra liên tục trong vài ngày. Người phụ trách không thể chịu đựng được sự tra tấn tinh thần, đã trở nên mê sảng và điên loạn. Trong đoàn người đã đốn hạ cây, còn có một công nhân lái máy ủi. Tuy là được thuê đến, nhưng anh ta cũng phải gánh chịu sự trả thù của cây bổ két già. Trong lúc thi công, anh vô tình đào phải một đường dây cáp. Sự cố này khiến anh lập tức mất việc. Ngoài ra còn phải bồi thường một số tiền rất lớn. Từ đó, ngày nào anh cũng uống rượu để át đi nỗi buồn, nhưng tinh thần ngày càng kiệt quệ, bởi bản thân luôn cảm thấy mình bị cây bổ két già trả thù. Nếu không thì bản thân đã không gặp nhiều xui xẻo như vậy, và anh ta đã qua đời trong vài năm sau đó. Quan trọng là con đường đó, ngã tư nơi cây bổ két già từng ở đó, không biết thật sự có bị nguyền rủa hay không mà tai nạn xe cộ luôn luôn xảy ra. Sau này, dưới sự hướng dẫn của một chuyên gia phong thủy và một vị sư phụ có pháp lực cao trấn áp, họ đề nghị nơi đó nên được xây dựng thành cầu cạn. May mắn là từ đó về sau, mọi thứ đã bình thường trở lại. Trên thực tế, rất nhiều ý kiến cho rằng có thể người ta đã bịa ra câu chuyện bằng cách kết hợp những vụ tai nạn ô tô với những câu chuyện trước đó. Bởi tính xác thực của những gì đã xảy ra với một số người vẫn chưa được xác minh. Lý do mà người ta không trồng cây bổ két trong nhà chẳng qua là vì rễ cây bổ két rất sâu và dày đặc. Nên nếu sân nhà không đủ rộng, hệ thống rễ dưới đất dễ làm hỏng móng nhà, khiến nhà bị nghiêng, thậm chí sụp đổ. Hơn nữa, cây bổ két có lá to, lại thường xuyên rụng lá, dễ tích tụ nước dưới gốc cây, khiến muỗi sinh sản gây hại cho con người. Ngược lại, cây bổ két cũng thực sự có sức sống mãnh liệt. Quả và hoa của nó có giá trị chữa bệnh rất tốt, với hệ thống rễ sâu và chắc chắn. Nếu trồng cây bổ két thành từng dãy ven đường, cũng có thể bảo vệ khu vực khỏi gió bão. Vì vậy, chuyện cây cổ thụ thực tế có linh hồn hay không đều phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy bình luận bên dưới cho Tâm Linh Cuộc Sống được biết nhé! Sự cố bí ẩn của doanh nhân Trương Huy, người chi 800 triệu nhân dân tệ xây tượng vọng hải quán Thế Âm ở đảo Hải Nam. Đây là một số hình ảnh vô cùng tráng lệ của pho tượng quán Thế Âm Bồ Tát ở thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc, với chiều cao ấn tượng 108m, ba mặt nhìn ra ba hướng, tượng trưng cho lòng từ bi, bình an và trí tuệ. Đây cũng là điểm thu hút vô số khách du lịch cũng như tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới. Thế nhưng rất ít người biết rằng đằng sau bức tượng có một sự việc vô cùng kỳ lạ liên quan đến người đã xây dựng nên công trình này. Ông ấy là một doanh nhân giàu có ở Hải Nam, tên Trương Huy, người đã chi 800 triệu nhân dân tệ để xây dựng một bức tượng Quan Âm cao 108m trên biển này, tức là tương đương với gần 28 tỷ đồng tiền Việt Nam. 4 năm sau, ông vô tình được người ta phát hiện đã tử vong, nơi tìm thấy cái xác là ở dưới tượng Quán Thế Âm. Trương Huy chắc chắn là người quen thuộc nhất với nơi này,
nhưng lại xảy ra một tai nạn ngoài ý muốn. Tại sao Trương Huy lại chết đuối ở đây? Và tại sao một số người lại nghĩ rằng Quan Âm đã mang ông ấy đi? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Trương Huy sinh ra ở Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây năm 1955, xuất thân từ một gia đình nề nếp. Khi học đại học, ông đỗ vào Học viện Sư phạm Bạng Phụ An Huy. Sau khi tốt nghiệp, không giống như những sinh viên khác, ông không chọn đi làm. Thay vào đó, ông kiên quyết bắt đầu cuộc đời quân đội của mình. Từ một tân binh không sợ trời không sợ đất, trở thành một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của trường không quân và được giữ lại giảng dạy, Trương Huy đã mặc quân phục màu xanh lá trong nhiều năm. Quân đội đã thay đổi ông rất nhiều, không chỉ rèn luyện cho Trương Huy sự kiên trì và tự lập, mà còn để Trương Huy thay đổi từ một người tự do, phóng túng ban đầu sang mạnh mẽ và hoạt bát. Vào thời điểm đó, nhiều người thân và bạn bè đã nghĩ rằng Trương Huy cả đời sẽ không bao giờ rời khỏi doanh trại. Có thể nói, tương lai của Trương Huy là dòng sông rộng lớn. Nhưng khi Trung Quốc tiến hành cuộc giải trừ quân dân lần thứ hai, có thể đã chán cuộc sống yên bình hoặc có thể có những tính toán khác, Trương Huy bất ngờ nộp đơn giải ngũ và đề xuất chuyển công tác khác. Ai cũng cho rằng đây là một quyết định sai lầm nhất của ông ấy từ trước đến nay. Tuy nhiên, Trương Huy đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc và điểm dừng chân đầu tiên sau khi rời khỏi quân ngũ là Hải Nam. Vào thời điểm đó, các dự án du lịch ở Hải Nam chưa phát triển như bây giờ. Hầu hết những người trẻ chọn khởi nghiệp ở các thành phố phát triển để tìm cơ hội đào được hũ vàng đầu tiên trong đời. Đối với nền kinh tế còn lạc hậu như hiện tại, nhiều người ở Hải Nam không mấy lạc quan. Là một người lớn lên ở trong thành phố và hiếm khi có cơ hội nhìn thấy biển, Trương Huy hiểu được sự quyến rũ và độc đáo của vùng biển này. Thế là ông đã đưa ra một quyết định táo bạo, đi ngược lại với mọi người, là khởi nghiệp ở Hải Nam. Ông chưa từng đặt chân vào ngành du lịch, vốn khởi nghiệp đều là tiền trợ cấp do quân đội cấp khi xuất ngũ, tỷ lệ thành công có vẻ khá mong manh. Không khó để thấy rằng Trương Huy rất lạc quan về triển vọng du lịch của Hải Nam trong tương lai. Ban đầu ông mở một công ty du lịch, sau đó tiếp xúc với các lĩnh vực khác như nhà hàng và các cơ sở giải trí, nhưng nó không có gì quá nổi bật. Trương Huy lúc bấy giờ giống như những người khác mới khởi nghiệp, chỉ vì thấy Hải Nam đẹp, muốn ở lại nơi này và đã mở ra kinh doanh và không nghĩ tới việc khai thác cái đẹp của nó. Và đúng như dự đoán, Trương Huy đã thất bại. Nhưng người ta nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Trương Huy nhìn lại quá trình khởi nghiệp của mình, ông ấy phát hiện ra rằng mình dường như lúc nào cũng chạy theo vòng tròn, chưa khai thác những thứ độc đáo để tạo nên điểm sáng. Trương Huy bắt đầu suy nghĩ về các điểm bán hàng của các danh lam thắng cảnh ở Hải Nam. Cho đến một ngày, trong đầu anh xuất hiện một câu nói: phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Câu nói đã truyền nguồn cảm hứng cho ông. Thực sự có một Nam Sơn ở đây, đó là ngọn núi cực Nam của Trung Quốc. Trương Huy hiểu thọ tỷ Nam Sơn nổi tiếng như thế nào ở Trung Quốc và có nhiều cơ hội tuyệt vời cho vùng đảo Hải Nam này. Nếu Nam Sơn có thể được kết hợp với văn hóa Phúc Thọ, vậy thì không cần phải lo lắng về việc không có khách du lịch. So với dự án phát triển khu du lịch văn hóa Nam Sơn ở đảo Hải Nam, những dự án trước đây của Trương Huy chỉ là dự án nhỏ bé. Có nghĩa là nếu chỉ dựa vào Trương Huy thì hoàn toàn không thể ăn trọn được miếng bánh ngon này. Vì vậy, Trương Huy ngay lập tức bắt đầu huy động vốn ở khắp mọi nơi và nói với các nhà đầu tư về kế hoạch kinh doanh của mình nhiều lần. Kinh nghiệm kinh doanh trước đây của ông đóng một vai trò lớn vào thời điểm này. Trương Huy không chỉ nói về văn hóa mà còn nói về cách nhìn kinh doanh, về triển vọng phát triển của Nam Sơn từ góc độ con người. Với sự hiểu biết và nhiệt tình của mình đối với dự án, Trương Huy đã gây quỹ thành công cho dự án. Khái niệm du lịch văn hóa Nam Sơn đã thành công rực rỡ. Dưới con mắt của Trương Huy, những danh lam thắng cảnh này có nhiều điểm độc đáo để toàn bộ ngành du lịch ở Hải Nam có một diện mạo mới. Bởi vậy có người cho rằng, đối với người dân Hải Nam, Trương Huy không chỉ là một doanh nhân thành đạt mà còn là một người giỏi, là một người tốt làm việc lớn. Mặc dù một số dự án đã đạt được kết quả tốt, nhưng Trương Huy luôn cảm thấy mình chưa phát huy hết sức hấp dẫn độc đáo của Hải Nam. Vốn dĩ, ông muốn đưa thêm một chút văn hóa vào vẻ đẹp của hòn đảo này. Cho đến một ngày, khi Trương Huy đang đau đầu về dự án mới, và có lẽ ông ấy đã suy nghĩ quá nhiều về nó, nên chiều hôm đó, Trương Huy đã có một giấc mơ kỳ diệu. Trong giấc mơ là một ngọn núi không rõ ràng, ông chỉ có thể nhìn thấy trước mặt mình là biển Đông, phía dưới gió biển thổi nhẹ nhẹ, ông lặng lẽ quan sát mọi thứ. Bỗng có một tiên nữ áo trắng chậm rãi từ đáy đại dương bay tới, y phục tung bay trước gió, bước chân nhẹ nhàng, chờ đợi đối phương đến chỗ mình. Sau đó, Trương Huy mới phát hiện ra rằng
bên kia chính là Quán Thế Âm Bồ Tát trong truyền thuyết. Nhưng bản thân không thể tiến tới, chỉ có thể nhìn đối phương giảng giải Phật Pháp cho bách tính trần gian. Trương Huy sau khi tỉnh mộng, hồi lâu vẫn chưa tỉnh lại, còn đắm chìm trong giấc mơ vừa rồi. Phật quang dường như vẫn còn vang vọng bên tai. Trương Huy liền nghĩ, hình dáng khu vực Nam Sơn đúng như tên gọi cự ngao, từ cổ gọi là đới sơn, có thể là chỗ ngồi của Quán Thế Âm trong truyền thuyết. Đây là giấc mộng hóa giải khó khăn của Trương Huy. Ông và các đối tác của mình quyết định xây dựng tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, cũng chính là bức tượng Vọng Hải Quán Thế Âm chúng ta thấy hiện nay. Quyết định này không chỉ để mừng ước nguyện Nam Sơn vĩnh cửu, mà còn để phù hộ cho cư dân ven biển được sống trong hòa bình và êm ấm. Hình ảnh Quán Thế Âm cứu độ chúng sinh, muôn hình vạn trạng thì ai cũng biết. Tượng Quán Thế Âm lại có nhiều trên khắp cả nước. Vậy thiết kế tượng Quán Thế Âm này như thế nào và làm như thế nào để nó trở nên độc đáo đã trở thành một vấn đề lớn. Các chi tiết của bức tượng Quán Thế Âm này cuối cùng đã được hoàn thiện sau nhiều cuộc họp thiết kế với các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế, Phật giáo, kiến trúc và các ngành khác. Nhưng lại gặp phải vấn đề. Bức tượng Quán Thế Âm này cao 108 mét, diện tích xây dựng rất lớn. Toàn bộ dự án tiêu tốn tổng cộng 800 triệu nhân dân tệ. Đây chắc chắn là một thương vụ lớn vào những năm 1990. Bên cạnh đó, khó khăn về kỹ thuật xây dựng cũng là một vấn đề. Việc dựng một tượng Phật Bà Quan Âm trên biển như vậy đối với Hải Nam lúc đó là giống như cơn mơ giữa ban ngày. Nhưng Trương Huy không muốn từ bỏ và đã dành nhiều năm để thuyết phục chính phủ hỗ trợ và cho phép. Phải mất 6 năm, từ năm 1999 đến năm 2005, để chuyển tượng Quán Thế Âm từ bản thiết kế thành tượng Quán Thế Âm trên biển, trở thành tượng Quán Thế Âm trên biển thu hút sự chú ý của thế giới. Bức tượng Quán Thế Âm này cao 108 mét, toàn thân được tạc từ ngọc bích, là sự hợp nhất rất tự nhiên của ba mặt. Một bên tay cầm hoa sen, tượng trưng cho tâm của tất cả chúng sinh. Một tay cầm kinh sách, tượng trưng cho trí tuệ độ lượng chúng sinh yếu đuối. Tay kia cầm chẳng hạt Phật giáo, tượng trưng cho tấm lòng từ bi của Quán Thế Âm đối với muôn loài vạn vật. Còn có tòa sen dưới chân Quán Thế Âm, tổng cộng có 108 cành hoa. Dưới chân tượng là khuôn viên rộng 15.000 m². Trương Huy đã dành rất nhiều công sức cho bức tượng Quán Thế Âm này. Ông hy vọng rằng bức tượng này có thể tiếp thêm sức mạnh cho mọi người và mang lại sức sống cho sự phát triển của Hải Nam. Vì lý do này, ông đã tích cực áp dụng công nghệ hiện đại vào bức tượng. Việc sử dụng công nghệ đèn quang để làm sáng bức tượng Quan Âm này làm cho tượng Quán Thế Âm này sinh động hơn dưới sự gia công của công nghệ hiện đại. Ngày 24 tháng 4 năm 2005 cũng là ngày đản sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm, nhằm ngày 16 tháng 3 âm lịch. Trung Huy cùng mọi người đã tổ chức đại lễ khai quang. Nhìn tượng Quán Thế Âm từ bi trước mặt, Trung Huy quỳ xuống và thành kính hành lễ, như thể gặp lại Quán Thế Âm áo trắng trong giấc mơ. Trong lòng cảm động không nói nên lời. Nhưng ai có thể ngờ rằng dưới chân tượng Quan Âm uy nghiêm này lại trở thành nơi an nghỉ của ông ấy. Cho dù ông đã là một ông chủ lớn, có địa vị và tiền bạc, nhưng Trương Huy chưa bao giờ thay đổi tác phong quân nhân và luôn tự mình làm mọi việc. Trong công ty, thậm chí có câu nói rằng đi theo Trương Huy thì chỉ có nghỉ hưu chứ không từ chức. Ngày 24 tháng 8 năm 2009, Trương Huy đi kiểm tra tiến độ dự án như thường lệ và vợ ông biết rằng Trương Huy ở đó cả ngày. Nhưng Trương Huy là người hướng về gia đình, không bao giờ đi qua đêm, nên đợi đến hơn 8 giờ bà mới gọi điện cho chồng để hỏi thăm tình hình. Nhưng điện thoại đổ chuông rất nhiều lần mà không ai nghe máy. Bà đã liên lạc với các giám đốc điều hành và tài xế, lúc đó mới biết rằng xe của Trương Huy bị hỏng trên đường đến dự án. Trương Huy không phải là người thích trì hoãn, việc hỏng lốp cũng không cản được bước chân của ông. Sau khi sắp xếp cho người tài xế đang bối rối, Trương Huy đã chọn một mình đi xe điện đến công trường. Tài xế sửa xong lốp xe và về thẳng nhà. Tung tích của Trương Huy bị gián đoạn cho đến tận đêm khuya. Khi vợ ông không gọi được, điều này khiến bà bồn chồn và quyết định báo cảnh sát. Cảnh sát đã tìm thấy Trương Huy lúc 4 giờ sáng hôm sau. Người tìm thấy thi thể là nhân viên bảo vệ công trường. Trong lúc đi tuần vào sáng sớm thì thấy một bóng người trôi trên biển. Do thi thể úp xuống nên nhân viên bảo vệ không thấy rõ hình dáng. Nhưng khi những thành viên khác của đội tuần tra cùng nhau kéo xác vào bờ thì mới phát hiện ra rằng đó là người phụ trách dự án, ông chủ Trương Huy. Cảnh sát đã vội vã đến hiện trường và tiến hành điều tra hiện trường. Trong khi chờ đợi kết quả điều tra, đủ loại suy đoán về cái chết của Trương Huy được đồn đoán, khiến mọi người phải bàng hoàng và kinh hãi. Có người nói rằng Nam Hải vốn là khu vực của nữ thần biển Ma Tổ. Việc Trương Huy xây dựng Quán Âm ở đây
dường như là bất kính, xúc phạm ma tổ nên đã bị bắt hồn. Có người nói rằng Trung Huy đã phát triển quá nhiều dự án, toàn bộ ngành du lịch ở Hải Nam đều có bóng dáng của ông ta. Miếng bánh ngon này dần bị ông chủ Trung Huy chiếm trọn, dẫn đến việc bị trả thù. Một số người cho rằng Trung Huy có một hợp đồng quan trọng cần ký vào sáng ngày hôm sau, và cái chết của ông ta vào lúc này có thể liên quan đến những lợi ích đằng sau hợp đồng. Ngoài ra, còn có một giả thuyết khác nằm ngoài suy đoán về sự trừng phạt và trả thù. Trung Huy dựng tượng Quán Thế Âm là sứ mệnh của ông trong cuộc đời này. Hiện tại ông nhất định đã viên mãn công đức nên được Bồ Tát rước về. Có đủ loại đồn đoán giống nhau. Cái chết của Trung Huy chắc chắn có một lý do bí ẩn nào đó. Trung Huy là một người rất thận trọng và tỉ mỉ. Con đường duy nhất đến dự án Vĩnh Tiểu Nguyệt, ông ấy đã đi lại lại rất nhiều lần. Ngay từ đầu dự án khởi công, ông còn phát hiện ra những nguy hiểm tiềm ẩn ở đoạn đường và thường xuyên nhắc nhở nhân viên phải chú ý hơn, nhất là khi ra vào dự án. Chưa kể toàn bộ dự án từ khâu thiết kế đến thi công, Trung Huy đều tham gia vào. Có thể nói rằng, không ai ở đây thông thạo địa hình và vị trí hơn ông. Cách bãi biển vẫn còn một khoảng cách đáng kể. Làm sao ông ấy có thể rơi xuống biển? Kể cả là có vô tình rơi xuống biển thì cũng không thể chết đuối. Vì vậy, khi nhìn thấy kết quả điều tra của cảnh sát là vô tình rơi xuống biển và phải đá, bất tỉnh và chết đuối, thì hầu hết mọi người đều tin vào suy đoán của mình. Mặc cho nguyên nhân cái chết của Trung Huy đã được cảnh sát xác định, nhưng trong lòng người dân địa phương, nó vẫn là một mớ hỗn độn. Theo thời gian, nhiều suy đoán cũng bị gió biển thổi bay đi. Hy vọng cuối cùng của gia đình và bạn bè là Trung Huy thật sự đã được Quán Thế Âm Bồ Tát thu nhận nhờ những việc làm tốt của mình, giúp Nam Sơn phát triển và những người dân có thêm niềm tin vào sự che chở của Quán Thế Âm. Sau nhiều năm, cái tên Trung Huy cũng không còn được nhắc đến nhiều. Điều duy nhất không thay đổi là tượng Quán Thế Âm vẫn sừng sững lặng lẽ và bảo vệ người dân trên toàn thế giới. Bí ẩn nơi phong thủy tuyệt mệnh nghìn năm tại Nam Kinh. Vào một ngày năm 2006, một vụ tai nạn giao thông kỳ lạ đã xảy ra ngay trước Tử Cấm Thành ở Nam Kinh. Khi đi ngang qua con đường phía trước Tử Cấm Thành, chiếc ô tô bất ngờ lạc tay lái, lao vào lề đường, đâm thẳng vào bức tượng sư tử trước cửa Tử Cấm Thành. Toàn bộ hiện trường vụ tai nạn vô cùng khủng khiếp. Phần động cơ phía trước bị hư hỏng và biến dạng. Túi khí đã bung ra, khiến cửa xe bị mắc kẹt. Bất luận mọi người có cố gắng thế nào cũng không thể mở ra. Khi cảnh sát và đội cứu hỏa đến hiện trường phá vỡ cửa xe, thì người đàn ông ngồi ở ghế phụ đã tử vong. Cơ quan chức năng ngay lập tức bắt tay vào điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Và kết quả khiến người ta giật mình sửng sốt. Bởi vì con đường tại hiện trường vụ tai nạn rất rộng, đèn đường hai bên cũng rất sáng. Khoảng cách từ mép đường đến phía trước Tử Cấm Thành vẫn cao hơn 10cm. Phán đoán từ quỹ đạo lái của chiếc xe không có dấu vết phanh gấp, có vẻ như tài xế đã cố tình lái xe của mình đâm vào bức tượng sư tử đá. Trước tình huống này, cảnh sát ngay lập tức nghi ngờ người lái xe đã say rượu. Nhưng khi tìm ra tài xế và tiến hành đo nồng độ cồn, họ phát hiện ngày hôm đó ông không uống rượu. Lời khai của tài xế càng đáng ngạc nhiên hơn. Theo mô tả, ông ấy điều khiển chiếc xe trên đường trước cửa Tử Cấm Thành thì vô lăng của ô tô bất ngờ quay mất kiểm soát, phanh cũng bị hỏng không rõ nguyên nhân. Nhìn thấy ô tô sắp đâm vào bức tượng sư tử, tài xế vội vàng nhảy ra khỏi xe, nhưng người bạn ngồi ở ghế phụ thì không kịp phản ứng. Điều kỳ quái hơn nữa là dù chiếc xe bị va chạm mạnh, nhưng bức tượng sư tử đá bị đâm vào lại không hề bị hư hại gì, thậm chí không có một vết xước. Và những vụ tai nạn ô tô kỳ lạ như thế này quanh Tử Cấm Thành không phải là ngẫu nhiên mà là xảy ra thường xuyên. Điều này khiến người ta liên tưởng đến tam giác quỷ Bermuda nằm ở Đại Tây Dương. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nghe nói đến một số hiện tượng siêu nhiên mà con người không thể giải thích được bằng các phương tiện khoa học và công nghệ, hiện vẫn thường xảy ra ở khu vực này. Vì vậy, nhắc đến tam giác quỷ Bermuda, người ta lập tức nghĩ ngay đến những sự việc kỳ lạ. Tuy nhiên, ít ai biết có một nơi tại Nam Kinh, Trung Quốc cũng tràn ngập những điều kỳ quái như vậy, thậm chí còn được gọi là Bermuda của Nam Kinh. Tử Cấm Thành nhà Minh kỳ dị. Năm 2007, một người đàn ông họ Trần, tổng biên tập tại tòa soạn ở Nam Kinh, cũng gặp phải một vụ tai nạn giao thông ô tô kỳ lạ khi đi ngang qua Tử Cấm Thành trên đường đi làm về. Theo mô tả của ông Trần, khi ông lái xe ra khỏi cửa Tân Nhai thuộc Nam Kinh, phía trước có một taxi nên ông đi theo sau taxi. Lúc sắp đến giao lộ thì đèn tín hiệu giao thông đang là màu xanh.
tài xế phía trước phát hiện là đèn xanh, cũng thuận lợi qua đường. Ông vẫn bám sát phía sau. Lúc này, ông lại nhìn lại đèn giao thông, thấy vẫn đang là màu xanh, nên yên tâm lái xe đi về phía trước. Nhưng đúng lúc đó, ông đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn, và sau đó vang lại một tiếng ầm. Ông cảm thấy xe mình bị va chạm, nên giật mình một lúc rồi xuống xe kiểm tra, thì phát hiện xe mình đã va chạm với một xe khác. Điều khiến ông ấy khó hiểu là giao lộ mà ông nhìn thấy trước đó rõ ràng là giao lộ chữ T, nên chỉ có bên trái đường. Nhưng lúc đó giao lộ trước mắt lại biến thành ngã tư đường. Chiếc xe va chạm với ông cũng đột ngột rẽ từ ngã tư bên phải, và tài xế bên kia liên tục trách mắng ông Trần vừa mới vượt đèn đỏ. Nói cách khác, đèn giao thông mà ông Trần vừa nhìn thấy đáng lẽ phải là đèn đỏ. Đối mặt với vụ tai nạn ô tô kỳ quái này, ông vẫn cảm thấy khó chấp nhận, vì đây là con đường duy nhất mà hàng ngày ông đều về nhà khi tan sở. Theo lý mà nói, bản thân ông dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể xem ngã tư thành giao lộ chữ T được. Tai nạn xe buýt kỳ lạ. Ngày 14 tháng 7 năm 2008, chiếc xe buýt số 55 đang chạy về phía đông từ Cấm Thành thì bất ngờ đâm vào một cây ngô đồng bên đường mà không rõ nguyên nhân, khiến toàn bộ thân xe bị hư hỏng nặng. Người tài xế lái chuyến xe buýt này đã có kinh nghiệm hơn chục năm. Theo mô tả của tài xế xe buýt, ông nhìn thấy một chiếc xe chạy rất nhanh bên cạnh, sắp vượt qua mình, nên vô thức né tránh. Tuy nhiên sau khi va chạm, tài xế phát hiện xung quanh hoàn toàn không có chiếc xe nào. Trước đó tại lối vào phía nam của Từ Cấm Thành cũng xảy ra sự cố hai xe buýt số 17 gặp tai nạn tại cùng một địa điểm chỉ trong một ngày. Cả hai tài xế đều là những người lái xe có kinh nghiệm và nguyên nhân gây ra vụ tai nạn cũng đều giống nhau. Không phải tránh người đi đường thì cũng là tránh chiếc xe khác. Nhưng sự thật cho thấy họ dường như đã bị ảo giác trước khi xảy ra tai nạn. Bởi vì lúc đó đường xá vô cùng trống trải, không có một chiếc xe khác hay người đi bộ nào. Chính vì thường xuyên xảy ra những sự kiện khó hiểu và kỳ lạ như vậy, khu vực xung quanh Từ Cấm Thành nhà Minh ở Nam Kinh khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Thậm chí họ còn gọi nơi đây là Bermuda của Nam Kinh. Điều khiến người ta khó hiểu là tại sao khu vực xung quanh Từ Cấm Thành lại quỷ dị đến vậy? Bởi vì nơi đây được Chu Nguyên Chương xây dựng khi ông thành lập nhà Minh. Theo lý mà nói, nơi hoàng đế ở phải là bảo vật phong thủy được lựa chọn cẩn thận. Sao có thể trở nên kỳ lạ như vậy? Liên quan đến vấn đề này, có một truyền thuyết được lan truyền rằng tất cả những điều bất thường trên thực chất có liên quan đến Chu Nguyên Chương, chủ nhân đầu tiên của Từ Cấm Thành nhà Minh. Cung điện bị nguyền rủa. Truyền thuyết kể rằng vào năm 1366 sau Công Nguyên, Chu Nguyên Chương đã nhờ Lưu Bá Ôn, người tinh thông thuật Kham Dư, chủ trì việc xây dựng kinh đô nhà Minh. Lưu Bá Ôn đã chọn vùng đất Nam Kinh. Ông tự tin rằng đây là một báu vật phong thủy vô cùng tốt. Nhìn từ trên cao, Tử Kim Sơn trên thành phố Nam Kinh là nơi Đại Long chiếm giữ, mà phần đầu con rồng lớn này chính là Hồ Yến Tước. Cuối cùng, Chu Nguyên Chương đã tiếp nhận ý kiến của Lưu Bá Ôn, quyết định xây dựng cung điện của mình trên đỉnh đầu rồng. Đồng thời, chiêu mộ 200.000 dân phu bắt đầu khởi công. Tuy nhiên, trong lúc san lấp Hồ Yến Tước đã gặp phải một điều kỳ lạ. Cái hồ tưởng chừng như nhỏ bé, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể lấp đầy. Dù cho sử dụng cả ba ngọn đồi cũng không đủ đất đá. May mắn lúc đó Chu Nguyên Chương nghe nói trong dân gian có một người tên là Điền Đức Mãn. Cái tên này có nghĩa là lấp đầy, liền hạ lệnh phong người tên Điền Đức Mãn này làm thần sông. Sau đó trực tiếp hiến tế ông ấy vào Hồ Yến Tước. Kỳ lạ thay, kể từ khi Điền Đức Mãn bị chìm xuống Hồ Yến Tước thì hồ nhỏ đã nhanh chóng được lấp đầy. Từ Cấm Thành nhà Minh vì thế cũng được xây dựng thành công. Tương truyền hoàng đế Chu Nguyên Chương là người vô cùng đa nghi. Vì vậy sau khi lên ngôi hoàng đế và rời kinh đô đến Từ Cấm Thành, ông đã bắt đầu những cuộc thanh trừng đẫm máu, thảm sát rất nhiều người. Để củng cố giang sơn của mình, Chu Nguyên Chương tàn sát công thần khai quốc. Chỉ riêng số người bị hại trong vụ Hồ Duy Dung và Lam Ngọc đã lên tới 100.000 người. Vì vậy nhiều người cho rằng những vụ thảm sát đẫm máu của Chu Nguyên Chương đã phá hủy phong thủy tốt ban đầu của Từ Cấm Thành. Oan hồn của các phi tần, cung nữ và đại thần vẫn chưa hề tan biến, luôn quanh quẩn quanh Từ Cấm Thành nên mới dẫn đến những sự việc kỳ lạ thường xuyên xảy ra tại đây. Ngoài ra còn một số điểm thú vị, đó chính là sự bí ẩn của Nam Kinh không chỉ giới hạn ở Từ Cấm Thành
mà là toàn bộ thành phố Nam Kinh. Lời nguyền thiên niên kỷ của Nam Kinh. Nam Kinh luôn được biết đến là cố đô của 6 triều đại, bao gồm Đông Ngô, Đông Tấn, Nam Triều, Nam Đường, Minh, Thái Bình Thiên Quốc và đến cả Trung Hoa Dân Quốc sau này cũng đóng đô ở Nam Kinh. Tuy nhiên, mỗi triều đại đều không tồn tại được lâu, trong đó triều đại Đông Tấn dài nhất chỉ tồn tại được 103 năm. Các triều đại khác thì không quá 60 năm. Vì vậy, Nam Kinh cũng được cho là thủ đô đoản mệnh nhất. Nhưng điều này dường như không phù hợp với thân phận là vị trí của Long Mạch, ai ai cũng biết. Liệu chuyện gì đang xảy ra tại báu vật phong thủy này? Từng có người cho rằng Long Mạch ở Nam Kinh thực chất là chưa hoàn thiện. Đó là lý do tại sao các triều đại đóng đô ở đây tồn tại trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi. Truyền thuyết kể rằng, vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, Nam Kinh lần lượt bị Ngô, Việt và Sở chiếm đóng. Cuối cùng Việt quốc diệt Ngô, Sở quốc lại chinh phục Việt. Khi Sở Vương chiếm được Nam Kinh, từng đóng quân bên bờ Sư Tử Sơn. Một lần Sở Vương leo lên Sư Tử Sơn ngắm nhìn giang sơn của mình, lại cảm thấy nơi đây vương khí quá thịnh, dễ sinh ra nhiều vị đế vương. Vậy là để ngăn chặn việc xuất hiện thêm một đối thủ trong tương lai, Sở Vương bèn nghe theo lời Phương Sĩ, lấy vàng đúc thành một người nhỏ và mai táng ở vùng nông thôn phía đông Sư Tử Sơn để trấn áp vương khí, và gọi lăng tẩm của người vàng này là Kim Lăng. Cùng lúc đó, ông cũng xây dựng một thành ấp tên là ấp Kim Lăng trên núi đá. Tên cũ Kim Lăng của Nam Kinh là bắt nguồn từ đó. Hơn 100 năm sau, khi Sở Vương chôn vàng đã cắt đứt long mạch Nam Kinh, một chiến binh vô song khác là Tần Thủy Hoàng cũng từng cắt đứt long khí tại nơi này. Truyền thuyết kể rằng, sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, lập nên nhà Tần, vào một đêm, ông đã nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ ở chân trời phía nam trong cung điện. Lúc này, một pháp sư bên cạnh Tần Thủy Hoàng có nói với ông rằng đây là một loại khí thiên tử. Nếu khí thiên tử nơi này ngưng tụ lại cùng nhau, một vị hoàng đế chắc chắn sẽ xuất hiện và lật đổ nhà Tần trong vòng 20 năm tới. Để củng cố quyền lực của mình, Tần Thủy Hoàng đã ra lệnh cho các pháp sư tìm cách loại bỏ khí thiên tử đó. Theo lời đề nghị của pháp sư, Tần Thủy Hoàng ra lệnh cho người đào núi kim tử chôn vàng, bạc và ngọc xuống đất, xuyên qua Phương Sơn. Đổi dòng chảy của sông Hoài đi qua Kim Lăng, thông vào sông Trường Giang, đồng thời đổi tên Kim Lăng thành Mạt Lăng. Lấy hành động thứ hai này đã chính thức phá hủy Long Mạch Nam Kinh, khiến cho Long Mạch Nam Kinh chưa hoàn chỉnh, dẫn đến tất cả triều đại thiết lập quyền lực chính trị ở đây đều không thể tồn tại lâu dài. Thực tế trên thế giới có rất nhiều sự kiện kỳ lạ, khó giải thích bằng những phương pháp khoa học hiện đại. Nếu con người cứ nhất quyết muốn tìm ra lời giải thích hợp lý cho những điều kỳ lạ, thì có thể sẽ gặp rắc rối. Tốt hơn hết, hãy để cho mọi việc diễn ra một cách tự nhiên. Khi đối mặt với những hiện tượng lạ, tốt nhất chúng ta chỉ cần giữ một trái tim kính nể. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.